dân này đi tìm không đẹp kiếm em. Nó đẹp mà nó gọn cực kỳ luôn. 250.000 dân này không có sale nha. 250 dân này không có sale. Cam đoan luôn là không có sale nha. Rồi em còn mấy cái con áo nè. Đẹp không mấy chị coi vải đẹp không? Rồi mấy con áo 60-85kg nè. Ha, 60-85kg. Còn có ba con nó không bị chè. Hôm nào có gì em tặng chị sau nha. Hôm nào có con rồi gì đó em tặng chị Thảo mình sau nha. Đừng dọn dùm em nha. Áo đỏ nè mấy chị. Đầm sọc, đầm sọc của chị Mão Hoàng nè, 200. Trời ơi, vải đẹp lắm chị Mão Hoàng. Vải mát mà đẹp cực kỳ, đầm này mà không thấy bụng nữa. Em có đầm không? Dạ không. Đầm gì chị lấy đầm gì? Con dâm này nè, chị đi quảng cáo shop đi tặng. Hôm nào có son em tặng nha. Em còn thùng son ở dưới. Son đó hồi xưa em bán mỹ phẩm Hàn Quốc. Áo bán cho mấy chị, bán cho mấy chị 80.000 luôn. Chốt giùm em áo kim tuyến đỏ nha. Áo đỏ, đỏ của Trương Tuyết Phường. Vải này đẹp lắm. Trương Tuyết Phường 80.000 nè. Trương Tuyết Phường 80.000 nè. Trời ơi, cái Bảo Hoàng có yêu mà. Nè, áo chữ C hồi nãy chị nào chốt còn nè. Áo chữ C của chị, của chị Thanh Loan phải không? À, áo đen của chị Khánh Phương phải không? Áo đen của chị Khánh Phương nè. Khánh Phương 60.000 nè. Ai đi giờ quốc cái này là 80 đúng không? Khánh Phương không có dấu, 60.000 nè con. Áo đỏ em còn con nha. Áo đỏ còn con. Giá nào chốt áo đỏ chốt giùm em áo đỏ với. Thúy Phan 80.000 của Thúy Phan nè. Thúy Phan 80.000 nè. Nè em có bộ đồ dưới 82kg nè. Em có bộ này dưới 82kg. Mấy chị coi quần này nha. Đẹp lắm luôn á. Bộ này là bộ áo yếm mà chị Huỳnh Hồng đã thích lắm. Nè em có một bộ nè. Khi mặc lên đẹp lắm nha mấy chị. Khi mặc lên rất là đẹp. Vải áo co giãn, vải quần không co giãn. Nhưng mà ở sau lưng có lưng chung. Bộ này là 260-250 gì em quên rồi. Em xải cho mấy chị 170.000. Bộ này 72-82kg. Chốt giùm em bộ. Chốt giùm em bộ nha. Bộ này xải cho mấy chị 170.000 bộ. Áo đó có thời em đang lo những cái áo còn chút lên nè mấy chị. Em đang lo áo còn chút lên nè. Có chị nào ở thành phố em bán rẻ cho một cái thảm tập yoga. Em bán rẻ cho mấy chị 100.000 thôi. Vải rất là êm, da rất là êm. Nè áo trắng Adidas nè. 60-85, 60-90kg cũng vừa nè. Adidas trắng bán cho mấy chị 80.000. Vải đẹp lắm. 80.000 Adidas trắng. 80.000 Adidas trắng nha. Cái chữ rõ rõ có mình đang cướp như vậy. Cô chủ ơi, cái áo khoác nào màu đen 65kg không chữ hình rồi. À, trắng của chị Loan Nguyễn nè. Em có áo khoác cô Tông Diễu ngày hôm qua về đó chị. Em có áo khoác cô Tông Diễu ngày hôm qua về, chứ thấy không? Chứ thấy áo nó chưa không? Hiện giờ em có áo khoác nó thôi. Em có một con đầm này dưới 75kg nè, 250 xả.
trăm, dưới 100 ngàn em sẽ cậu em. Còn cô nằm ngủ nè, Kim Phượng trưa like 2 giờ tối 8:50 nha Phượng. Tặng gì đó là phải, gờ đỏ hả? Ở đây gờ đỏ đây nè, gờ đỏ 80 ngàn. Gờ đỏ khách lấy rồi Kim Phượng ơi. Dạ mới, bên em không cho kiểm tra hàng nha mấy chị nha. Bên em không cho kiểm tra hàng, khi nhận với lại áo sale là bên em không cho đổi trả nha chị. Ok thì chốt giùm em ha. Còn hàng chính quy là có lỡ chọc rộng thì mấy chị báo em. Em có một con đầm dưới 80 kg, đầm bò sữa nè, đẹp không? 140 xả cho 90. Dạ khách mới Việt Xuân, trưa em like 2 giờ tối 8:30 nha. Lấy cái bộ 170 cho chị Huỳnh Hoàng. Em có con áo phông rộng, còn đúng một con áo hoa mai. Áo này dùng từ là áo bị nặng giái nè. 180 ngàn một áo nè mấy chị. Ha xả nè. Đầm nhà của chị Loan Nguyễn. Đầm nhà của chị Loan Nguyễn nè. Loan Nguyễn, cái này Nhung Lâm bị rộng. Cái này Loan Nguyễn thôi, 90 ngàn. Mày lấy màu khác à, chốt cho Nhung Lâm trước rồi đã, từ từ chốt cho Nhung Lâm trước rồi đi. Chừng nào Nhung Lâm không lấy thì mới xả ra cho Loan. À, về mặc áo thôi, không quần chị cũng vừa, không có nổi chật đâu. Đây mấy chị, áo đây nè. Áo này dưới 90-95 kg. Áo này bán cho mấy chị 90 ngàn đi, áo hoa mai. Áo này 180 đó mấy chị. Hoa mai có một cái này nha. Hoa mai em có một cái thôi, 90 ngàn hoa mai. Chốt giùm em hoa mai, đừng chốt hoa tụ điệp nha. Chốt giùm em hoa mai, đừng chốt hoa tụ điệp. Chị Loan Nguyễn nè. Loan Nguyễn nè. Hoa mai Loan Nguyễn. Chốt giùm em đầm yếm 90 ngàn hoa mai. Nè em lên cho mấy chị đo áo hàng xuất nha. Áo này vải đẹp lắm nha, xả cho mấy chị 60 ngàn luôn. Áo này vải đẹp cực kỳ. Mấy chị coi phơm áo nè, cưng không? Mấy chị coi phơm áo cưng không? Cưng rất là cưng luôn. Hai mà chị coi vải nè, đã đời. Rồi chốt cho em áo trắng 60 ngàn 200 kg nè. 200 kg. Cái này size 70-85 kg, 75-85 kg, 75-90 kg. Hoa mai khách lấy rồi. Đầm yếm này Kim Phượng nhiêu ký hả em? Đầm yếm này hàng xuất dưới 75 kg, vải co giãn hay nè. Em coi cái phơm này em biết hàng xuất nó đẹp như thế nào liền. Em về em cầm cái con đầm này lên em mê lắm. Kim Phượng, Kim Phương ơi, bên chị không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Con gửi nội quy cho cô Kim Phương chưa? Nói rồi. Ok. 190 của cô Kim Phương. Hôm mai khách lấy rồi. Áo trắng 60 ngàn là hàng xuất này nha. Áo trắng 60 ngàn hàng xuất, chốt lệ đi. Em có một con khóc nhẹ có nón nè, có hai ba con là sao mấy chị? Khóc nhẹ có nón còn có mấy cái em xem cho mấy chị 100 ngàn nha. Còn có mấy cái thôi em xem mấy chị 100 ngàn, mấy chị thích áo này lắm. À, không gọi bớt đi để nhiều không biết chốt gì thêm nữa. Dạ tại vì thứ bảy á chị, thứ bảy là tối nay là làm, là ngày mai không có. Thường thường tối thứ bảy là em không có, em không có làm bill chị Cao Kim Phượng hồi xưa giờ luôn. Là có nghĩa là thứ bảy em like 2 like, chủ nhật like 2 like, là khuya chủ nhật là em làm bill em đi hết. Chị thông cảm giùm em với, nhà em có hai vợ chồng trai, em nghỉ tối chủ nhật chị, tối thứ bảy chị thiệt năn nỉ luôn á. Nhà làm có hai vợ chồng với hai đứa con à. Không có đầm yếm không có size nhỏ. Là lụm rồi, đầm yếm nãy có con size số 8 á chị. Size số 8 là size chị á. Áo 60 ngàn của chị Hạnh nhiêu ký ạ? Chị Hạnh ơi, chị phải cho ký lên nha. Cao Kim Phượng là áo trắng. Áo trắng này chị Phượng về mê lắm. Áo trắng này về chị Phượng mê luôn. Nè, nãy có con của size chị nè. Size số 8. Nè chị Hạnh. Ở đâu nhiêu? 60 ngàn. Nè chị Nguyễn Thị Phương Hạnh. Nè Nguyễn Thị Phương Hằng đầm nè, size số 8 này. 190 của Nguyễn Thị Phương Hằng. Áo trắng của chị Thảo Hồ 87 kg thôi. Rồi Thảo Hồ này còn một cái áo trắng 60 ngàn của Thảo Hồ trước thôi. Còn cái size lớn nè. Còn này size lớn không à nha mấy chị, size nhỏ đừng chốt áo trắng nữa nha. Size nào 100 kg mới chốt áo trắng. Còn không đừng chốt áo trắng nữa, áo trắng còn size lớn thôi. Ha đừng chốt áo trắng nữa nha mấy chị nha. Áo trắng này còn size 90-100 kg thôi, đừng chốt áo trắng nữa. Áo trắng của chị Thúy Ngờ mặc hơi rộng á, chị mặc không? Rồi em xả áo khoác nhẹ cho mấy chị với giá 90 ngàn đi, khỏi xả 100 ngàn đi. Áo khoác nhẹ mà có nón nữa nha mấy chị, đây có nón kèm theo nè. Đó. Dễ thương lắm, vải đẹp lắm mấy chị. 60 đến 90 mấy ký cũng vừa ha.
chốt giùm em áo khoác nhẹ xả 90 ngàn luôn, cho nó hết 3 ngàn người tay, còn 4 còn 2 cái, còn 5 cái chị ơi, còn 5 cái nha, 90 ngàn một cái. Áo trắng này em sợ chị Kim Phương Vân rộng á, chị đừng lấy nha chị Vân, đừng lấy nha. Nếu em như người ta là em đưa mấy chị cũng được, nhưng mà thôi 90kg tới 100kg cho nó đẹp nha chị, rộng quá mặt mắc kỳ lắm. Áo khoác nhẹ của Nguyễn Thị Phương Hằng là 90 ngàn. Áo khoác nhẹ để em lấy làm điểm xanh 68kg đúng không em? Đúng đúng đúng, lấy size 10, mười mấy, nãy em dặn lấy mười mấy là chị lấy size 12 hay 14 cho em lúc em dặn á ha. Nhung Lâm thành phố nè, Nhung Lâm thành phố 90 ngàn của Nhung Lâm thành phố nè. Rồi ai nữa không mấy chị? Áo trắng Khánh Phương không có vừa, Thảo Huỳnh Huỳnh khoác nhẹ 90 ngàn nè. Ai nữa mấy chị? Áo này hàng xuất nha, mấy chị mặc sướng lắm ha. Áo này hàng xuất mấy chị mặc rất là sướng. À, áo trắng 90kg của Thúy Ngờ, chị thích 90kg, chị thích rộng đúng không? Ok, chị thích rộng em đưa rộng, Thúy Ngờ là 60 ngàn, Thúy Ngờ 60 ngàn. Áo khoác nhẹ của Kim Phương Vân, chế Kim Phương Vân ơi, buổi trưa live 2 giờ, buổi tối 8:30 nha chị Vân, mà nhà em không có cho kiểm tra hàng khi nhận, ship nhà em toàn quốc là 20 ngàn, hàng sale là bên em sẽ không cho đổi trả, nhưng mà nếu mà hàng chính quy á là em bên em cho đổi trả sai nha mấy chị nha, thông cảm, mỗi shop nó có một cái quy định nha. Kim Phương Vân nè, xin địa chỉ số điện thoại chị Kim Phương Vân. Áo khoác nhẹ của chị Châu Nguyên, cái cuối cùng nè, khoác nhẹ của chị Châu Nguyên, hổm giờ mới thấy Mai Đình Ngọc Lâm nha, khoác nhẹ của chị Châu Nguyên là hết nha, là cái cuối cùng rồi nha mấy chị ơi, là cái cuối cùng ha. Rồi chị nè, hồi nãy nè em còn con áo trắng nè, đẹp con áo trắng eo vì 80 ngàn, chế nào chốt trắng eo vì xả 80 ngàn, chốt giùm em cái còn một con. Hồi nãy áo chữ C của ai chưa chốt nè, áo chữ C của chị nào chưa chốt nè ta, áo chữ C, áo chữ C, áo chữ C nãy của chị vậy mà 60kg chưa chốt còn cái nè, chị nào 60kg ơi. À, áo trắng nó có một size là chị cho nguyên Lon Nguyễn là 80 ngàn của chế Lon Nguyễn. Áo này bây giờ em có hai size nè, áo này 150 em xả cho mấy chị 90 ngàn, đó là thun giấy nha, chốt giùm em Gucci xích nè. Gucci xích em có size 60-80kg một size, 80-100kg một size. Ai chốt Gucci xích thì chốt lên giùm em Gucci xích ha. Gucci xích, chị nào chốt Gucci xích chốt lên giùm em Gucci xích nha. Ai chưa chốt Gucci xích chốt lên giùm em Gucci xích ha. Tôi lẽ gì chị Thanh Xuân, chốt cái gì mà chốt cái chữ tôi vậy bà nội, chế chốt cái gì vậy chế Thanh Xuân. Áo chữ C đó 60 ngàn, nhưng mà có 60-80kg thôi, lưu ý giúp em nha, chứ không không vừa là kẻo phí lắm. Ai chốt chữ tôi mai em xả tiếp một cái kho bên phòng ông nội nữa mấy chị, nó bị á, ngày nay muốn kho lao. Áo chữ C dạ e chị không được, chị Thảo không được nha. Đây nè, thảm tập yoga nè, chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh em bán cái này cho mấy chị 100 ngàn, chị nào ở tỉnh đừng lấy, ở tỉnh em không có biết gửi sao hết á, chị nào ở tỉnh đừng lấy, chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì lấy đi nha, chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì lấy đi. Rồi lên mấy chị cô tông dẻo nha, đây cô tông dẻo cho chị gì ba chữ nè, chị vừa hỏi mua cho em gái, trời thương quá trời luôn, mua mình lại mua em gái nữa, sai chị biết miếng. Mấy chị mà thấy em mặc cô tông dẻo mấy chị ghiền lắm, nó nóng quá trời không có người, mấy quạt hôm qua bưng lại mai cầu tôi mua cái mấy quạt em đó nè. Cô tông dẻo nè, em nói thiệt nha, mấy chị mà mặc cái con này mấy chị ghiền gớm lắm, vải nó đẹp mà, vải đẹp cực kỳ ha, vải đẹp dữ dội lắm. Vải đẹp là xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Nè 60 nha, tới 95kg cũng vừa nè, mấy chị coi nè, thơm nè ha, tay xỏ ngón nè, túi trong túi ngoài nè, nón nè, dây cột nè, nói chung là đầy đủ đồ chơi hết. Cô Kim Phương Vân vô cho con nghỉ
Phương Văn ơi, con gái em nó có nhắn tin cho chị á. Ha. À, tham thảm bằng vải. À, nó bằng xốp hay cái gì á chị, áo đen chữ C của chị Thanh Loan đúng rồi nè. Chị Thanh Loan hồi nãy em dặn chị nhớ không? Em sẽ nhắn tin SMS cho chị qua số điện thoại để chốt là bill bao nhiêu ha. Hồi nãy chị có chốt cái áo trắng em. Thảo Huỳnh Huỳnh có chốt cái áo trắng không vậy? Thảo Huỳnh Huỳnh kiểm tra Thảo Huỳnh Huỳnh có áo trắng 60.000 không, nói với ba. Thảo Huỳnh Huỳnh ba ơi. Rồi đây 60.000 của Thảo Huỳnh Huỳnh nè. Rồi chốt giùm em áo cô tông dẻo nè. Cô tông dẻo là em có rất là nhiều màu nha. Em có mã xanh nè. Em có mã xanh nè. Em có mã hồng ruốc nhạt nè, mã hồng ruốc đậm nè. Em có mã xanh đậm nè. Em có mã xám lông chuột nè. Em có mã tím nè. Mã xanh, xám lông chuột, hồng cánh sen và xanh. Đó. Chị nào chốt áo khoác 220 này chốt giùm em ha. À, shop ở đâu vậy em? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Lấy thảm nè. À, lấy thảm của Bích Thủy nè. Chị Bích Thủy 100.000. Cô tâm dĩa một cái. Em lựa màu cho chế nha. Em lựa màu cho chế màu xanh này nha. Màu xanh đầm đầm này nha. Chị Cao Kim Phượng. Màu xanh của chị Cao Kim Phượng 220 nè con. Cô Cao Kim Phượng một cái áo cô tâm dĩa. Dạ màu xanh đó. Em chọn cái đó cho chế đó. Cao Kim Phượng màu xanh. Bé là bé Bi ghi chữ Khuyên Nguyễn nè. Hết cái này cho Khuyên Nguyễn nè. Không có giấu, Khuyên Nguyễn đã mua hàng rồi. Để cho bé Lùng nó lùng ra. Khuyên Nguyễn đã mua hàng rồi. Lấy thảm của Thủy nè. Con nói 160-170 Thủy. À, áo xanh của Trương Tuyết Phường nè. Trương Tuyết Phường xanh nè. Mấy con này vải đẹp lắm. Trương Tuyết Phường. Kim Phương Vân nè chế. Chế ơi cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Chế Kim Phương Vân ơi. Rồi hả? Xe chút nữa rảnh vô nhắn tin cho em. Cho em xin chiều cao con nặng luôn nha. Nhất mấy chị khách mới á. Cho em chiều cao con nặng em để đó. Khi làm hàng em kiểm tra nha mấy chị. Hồi bữa Tuyết Vân Nguyễn Thị kêu giao cái gì mà như em khóc như Tuyết Vân Nguyễn Thị. Em lục ký nhớ lại. Nè hồi nãy giờ mấy chị chốt xanh không đúng không? Nè con tím là đẹp không? Chốt con tím đẹp chưa? Thấy chưa? Trời ơi, màu nhu đẹp quá trời luôn. Ai chốt con tím, chốt lên giùm em con tím nha. Dạ, cô Tông Dẻo chốt rồi chị. Ở đù, 12 giờ rồi hả? Khuyên Nguyễn đặt hàng á không? Đặt mà. Khuyên Nguyễn đặt hàng nha. Nghĩ nha mấy chị, trưa mai 2 giờ. Tại vì hàng mai em chưa đi đâu. Trưa mai 2 giờ. Mai em vẫn xem hàng. À, để coi thử mai em sale cho mấy chị 2-3 mã nào. À, trưa mai 2 giờ, tối 8:30. Chút nữa mấy chị muốn lấy mấy cái con đầm nhà này nè, hàng xuất nè. Hàng xuất thì tí xíu nữa mai đi em xả con đầm này, em bán con đầm này cho mấy chị 100 mốt ha. Hello chị Kim Phương Vân nhớ nha, trưa em like 2 giờ, tối 8:30. Bấm theo dõi trước giùm em nha. Rồi, chào mấy chị nha, mai gặp lại ha. Mai gặp lại mấy chị ha. Hello. Cô Tâm mới có 11 giờ chị ơi. Chị muốn giết em hay sao chị Thảo Huỳnh Huỳnh? Chị muốn em like bữa nay rồi mai em nhập viện cấp cứu không? Chị muốn không chị? Hả? Chị muốn không? Chị muốn gì chị nói phát một với em ơi. Bây giờ mai gặp nhau nha, ngày hôm nay em like mấy chập luôn. Giờ em còn hạt đát nữa. Ngồi im chờ đi 15 phút sau gì tôi like hạt đát nha. Rồi chào mấy chị. Mai gặp lại nha, chị nào khách mới nhớ nhắn tin cho em địa chỉ số điện thoại với lại là chiều cao cân nặng nha mấy chị nha. Má coi chị tay rồi. Tay đây cầm tiền ít mà cầm cu rồi nhiều nè mấy chị. Mai gặp nhau đi. Chơi bố đi nhanh nhanh. Ra ngoài chơi bố đi nhanh.
Hello các chị. Em chào chị Thu Hương. Em chào chị Quỳnh Phan. Hello mọi người. Hello các chị gái. Hello mọi người. Vào like chưa? Chấm bài cho em với nào. Hello các chị, em chào chị gái Vũ Thơ, em chào chị Hoàng Lan nhá. Hello mọi người. Rồi bây giờ em mới có thông báo này này. Mới có thông báo này các chị này. Chị nào vào like rồi chấm cho em xin chấm nhá. Chị nào vào like rồi chấm cho em xin chấm nào. Anh ơi, có mấy người chốt đơn mới này. Hello các chị, áo em mặc đẹp quá à. Đây, em xả lốt nha. Cái này em mặc hình như hơi bị chật tí. Em bình thường em mặc size M, mà bây giờ em mặc size L. Em, anh ơi, cho chị cái túi áo này đây này. Hello các chị gái, em chào chị Trân Lê, em chào chị Minh Đức, chào chị gái Thùy Dương. Đẹp, nói chung là cái áo này của em nó là hàng của Fanta đấy các chị. Hàng của hãng nhá. Xin chào chị Yến Nhi, vừa nhận đồ rồi chị, toàn đẹp thôi. Ghép 100.000 năm đôi mà tối tiếc con bé nhỏ không mang vừa á. Tiếc thế à, không mang vừa gửi lại em đổi cho. Xin chào chị Long Kiều Trang nhá. Hello các chị, đây này cho chị cái túi chúng áo chị đang mặc như này này. Rồi chị nào vào like còn chia sẻ live stream để em xả lốt nhá. Xả lốt vốn lốt này, toàn hàng lẻ sai thôi. Chị nào vào rồi nhấn chia sẻ live stream giúp em. Chị nào vào rồi nhấn chia sẻ live stream giúp em nhá. Em xả lốt cho các chị này. Chị yêu nào ủng hộ cho những cái giấy đẹp như này còn ở đây này. Nào 30.000. Bé này size này của em là size số 4, 14-16 cân. Các chị comment cho em váy kẻ nhá. Mỗi chị yêu mình vào like cho em xin lốt chia sẻ live stream. Nghe được điện thoại mình mới đặt hàng chốt đơn. Các chị nhá, nghe được điện thoại mình mới đặt hàng chốt đơn. Tại vì cái sản phẩm lẻ size của em ấy thì nó gì ạ, nó rất là ít. Nó chỉ còn mỗi mẫu còn 1-2-3 cái thôi. Em xả lỗ vốn lốt. Thật sự luôn là em xả lỗ vốn lốt để em thu hồi gốc về. Có những cái để thu được, gọi là kiểu như thu được phần nào thì thu thôi ấy. Đây là tình yêu là mình nghe được điện thoại mình mới gọi điện chốt đơn, mình mới đặt hàng. Không nghe được điện thoại đừng chốt đơn nhá. Để cho các chị sau chốt. Để cho để các chị sau chốt, cứ để đấy chị. Mọi người ơi, vào like chưa, chấm bài tương tác với em nào. Đây em còn một cái váy kẻ này. Em tặng các chị lốt con váy kẻ này, giá của nó là còn 30.000 nhá, 14-16 cân. Chị nào lấy không được, để đây cho chị này. Tìm cái quần bò dài. Ok chị, không có đâu. Quần bò dài tầm này hôm nay em lại bị nhớ. Cái lô kia lại bị bắt rồi, có vẻ ở đâu cũng không đi được ra khỏi đường mà lấy hàng ấy, khổ lắm. Khổ lắm ấy các bác ạ. Ok chị gái luôn, các chị lên cho em má này luôn. Má này con quần giúp em là váy kẻ nhá, 14-16 cân các chị nhìn này. Được chưa, váy kẻ cho chị Hoàng Hoài này. Ok, nghe được điện thoại mới đặt hàng nhá. Này các người à, Hoàng Hoài có 30.000 đồng. Ok các chị, đây xong lên áo em mặc cho. Em xem còn cái gì em xả lốt 30.000 hết cho các chị này. Váy khuét eo này, 14-16 cân, má khuét eo. Kẻ hết chị Ngọc Bùi. Kẻ cho chị, chốt cho chị Ngọc Bùi thêm nhá. 30.000 đồng đẹp. Nói chung là năm nay em mặc bò gì thì xả hết cho các chị. Ok, các chị vào like chấm bài tiếp, chia sẻ tương tác lên cho em. Con này 29.000 nốt này. Con này size 12-15 cân, 12-15 cân, mã 15. Chứ giúp em mã 15. Rồi các chị có nhìn này, giúp em mã 15. Chốt giúp em mã 15, em bán nốt cho các chị yêu con này là còn 29.000 đồng. 30.000. Đi cả thêm cho chị Ngọc Bùi hay là chị gì ấy. Chốt giúp em mã này là mã 15 nhá. Em treo lên cho các chị siêu nhìn này. Đó, chốt cho em mã 15, con này đẹp quá, 29.000 đồng, 12-15 cân mọi người ơi. Con này mua cho các con mặc đi học mẫu giáo quá xinh luôn. Mã 15 cho chị Trần Thị Kim Chi. Mã 15 cho chị Trần Thị Kim Chi. Ok, chị Trần Thị Kim Chi. Chốt cho em mã kèm số điện thoại. Mã này chốt cho em đen, 14-16, chia sẻ livestream nhanh tay cho em. Khuyết eo cho chị Ngọc Bùi này, 30.000 này. Trời ơi, đẹp quá, 30 nhá. Khuyết eo cho Ngọc Bùi, 30k. Ok, chị gái Ngọc Bùi có 30.000 luôn. Rồi, chị nào vào like rồi cho em xin nút chia sẻ. Có áo nam chứ nhiều. Chia sẻ live stream cho em đi đã, em xả lốt cái đống này.
mừng cho em mã gen xanh, 30.000 gen xanh. Gen xanh này của em là 18-22 cân. Gen xanh 18-22 cân, 30.000 mã gen xanh. Chị Hoàng Hoài, ok, chị đơn của chị Hoàng Hoài, cái kẻ kia đổi ra, xả đi em ơi. Cái của chị Hoàng Hoài xả chị Ngọc Bùi đi em ơi. Em các chị lên cho em gen xanh. Chiều lấy gen xanh, con mừng gen xanh 18-22 cân nhá. 18-22, mã lên mã gen xanh. Comment giúp em mã gen xanh. Chị là gen xanh của cái chị Hoàng Hoài kia, em bỏ ra cho chị Ngọc Bùi đi. Con mừng mã gen xanh này, ôi quần này, quần lụa này. Quần này của em cũng tầm 20 cân đến 28 cân. Các chị nhìn cái quần này đã biết là hàng đẹp hay không rồi. Mã của em mã quần lụa 20 cân đến 23 cân. Mã của em mã quần lụa, quần lụa lót 30.000. Đơn mình rồi, chị Nguyễn Thị Lở á chị. Mã của em mã gen xanh là mã quần quần lụa nhá. Thôi xả đi chị ơi, xả đi, xả đi, xả đi, xả chốt xong. Áo này của em này 7 tuổi 15 cân có nhiều hàng. Cho em xem ha. Đây đẹp quá, áo này này 40-55 cân, tặng các chị lốt con này 19.000 đồng, mã trắng. Chị Tuấn Kiệt này, chị ơi bảo nhân viên gọi chốt đơn em với ạ. Ok chị Tuấn Kiệt, lên cho em mã này luôn. Cặp đằng sau 159 em mới nhận, đẹp quá à. Rồi ok, hành in đẹp lắm, con gái em rất thích. Mua ở ngoài chắc mấy trăm, ở ngoài thì chắc chắn con này hơn 200.000. Em khẳng định ở ngoài những cái cặp này của em là 230-250, 280 thì đấy. Nói chung là người ta bán lãi 50-60.000 một cái cặp luôn. Thế cho comment mã và kèm số điện thoại cho em. Nào áo này tặng các chị này, con áo suốt này 19.000 đồng, xa đến 5 năm cân đổ về. Chị nào chốt áo suốt, suốt comment áo suốt cho em. Lên cho em mã này, chị bấm nhí sợ không biết được gọi điện trong đơn lâu chưa. Quần lụa cho chị, quần lụa cho Đặng Hiền này. Quần à, quần lụa chị Hoài Ngô chứ. Chị Hoài Ngô chứ. Này em đi quần lụa này 30.000. Tội gì không chốt, các chị nhìn này, đây đó là quần lụa nhá. Đẹp lắm. Em có mã gen xanh, còn má gen xanh quần lụa 30, gen xanh 30 như này, với cả áo suốt này 19 này. Áo này của em là 19 nhé, theo chiều lấy áo suốt comment áo suốt 19.000 đồng, áo suốt 19.000. Rồi con này 39.000 đồng, con này 39.000, con này size 16-18 cân, 16-18 cân, mã thôi em mã 39, con mừng giúp em mã 39 nhé. Đang em xem còn gì em xả lốt đã. Chị nào vào mai rồi cho em xin lốt chia sẻ livestream đi nào. Mã thôi em mã 39, bộ sen này, bộ sen này 8-10 cân. Chị nào chốt bộ sen này comment bộ sen cho em, 8-10 cân thôi, 30.000 nốt. Bộ sen này của em hàng suốt này, các chị comment giúp em mã bộ sen nhé. Comment giúp em mã bộ sen. Chị gái họ cũng có gọi điện cho chị đâu mà chốt đơn gì chị. Comment giúp em mã bộ sen. Chị nào lấy bộ sen comment bộ sen, quần sinh nhật em hết hàng. Cái này các chị lên cho em mã này luôn là bộ hạc này. Bộ hạc cũng nốt 30.000, bộ hạc cũng nốt 30.000. Đơn gọi rồi là đi rồi, các chị bây giờ chốt đơn mới giúp em nhé. Tại vì hàng bây giờ hàng đi chậm ấy, nhà em không dám chậm chế hàng đâu. Các chị lên cho em mã này luôn là bộ hạc 12-14 cân. 12-14 cân lên cho em bộ hạc. Chị nào chốt bộ hạc comment bộ hạc lên cho chị đi chuồn. Đẹp lắm luôn các chị ạ. Đây lên cho các chị combo váy này luôn đi, 59.000 hai cái. 39 cho chị Đặng Hiền này, mã 39. Ok chị gái Đặng Hiền đẹp lắm, chất bò giấy nhá. Cho chị Đặng Hiền một cái này. Lên số điện thoại cho em. Nhà ơi con đi ra ngoài đi nhà ơi. Má này các chị lên cho em váy gen này, 30.000 nốt đi. Váy 30 size số 5, 15-16 cân, 14-16 cân này. Đẹp quá, 30.000. Đây là chất túi nhà con mừng váy gen. Chiều chốt váy gen con mừng váy gen. Cái má này lên đơn má 2 dây này. 2 dây này của em là size 17-19 cân. Lên cho má 2 dây, con đi ra ngoài đi con này. Mã 2 giây, chờ chút mã 2 giây, comment 2 giây. Comment 2 giây và đấy cho em có size. Ở đây vẫn còn một cái khuyết eo nữa này. Còn một cái khuyết eo size 14-16. Đẹp quá, mã khuyết eo. Chiều lấy khuyết eo, comment khuyết eo. Chiều lấy khuyết eo, comment khuyết eo nhá. Khuyết eo chị gái họ Vũ ơi, mình có nghe điện thoại đâu chị. Có nghe điện thoại đâu chị gái. Và chưa xả hàng hay như nào đây. Cái này các chị lên cho em bộ ngọc, nhà em không chút cho chị nữa đâu. Đây lên cho em bộ ngọc. Chiều lấy bộ ngọc size 15-17 cân này. Comment cho em bộ ngọc. Đẹp quá. Xả luôn 60.000. Xả luôn 60.000 nhá mọi người. Đó. Chị yêu nào lấy bộ ngọc này, cả bộ này có 60 thôi. Em nhập vào 70.000 đấy. Bây giờ xả lốt 60k. Chiều lấy bộ ngọc, comment bộ ngọc nhá. Không nghe điện thoại của em đâu mà chút đơn làm gì cho em mệt. Cái quần bò của em còn một cái này. Bò này của em còn một cái size 8-12, 8-10 cân thôi. Chốt 8-10 đi. Chị chốt mã này con mừng mã 10 cho em 29.000 đồng.
Mã 60 chị Trần Thị Kim Chi. Ok chị gái luôn này. 80.000 bộ ngọc này. Đẹp lắm. Mã lên số 10 nhá. Số 10 29.000 chất bò giấy. Số 10 29. Đây áo em đang mặc đây. Các bác lên áo em đang mặc cho các chị luôn này. Đi kéo đâu đây chị này. À đây rồi. Đây xem là có bao nhiêu cái mẫu áo này lốt cho các chị này. Bộ ngọc hết rồi chị ơi. À, cái này của em còn cái này của em nó toàn bộ hàng Pantone đó các chị. Hàng hãng á. Quần sinh nhật em hết hàng rồi nhưng mà em chỉ còn toàn size bé, size M này. Này, giá niêm yết của nó này 135.000 một cái. Chị sầu vô lệ. Mở bác mời cho chị sầu vô lệ 29.000 này. Ok chị gái. Lên số điện thoại. Bộ đằng sau của em là 110.000. Bộ đằng sau của em là 110 nhá. Bộ đằng sau của em là 110. Còn một cái mã hoa cúc xả lốt các chị 49.000 này, chất bò giấy này. Con này size tầm 2-3 cân. Con này hoa cúc nó bị bẩn bẩn tí đây. Chị nào về giặt em tặng luôn 19.000 đồng. Nhìn thấy không? Các chị về giặt giúp em. Con này tầm 23-26 cân. 23-26 cân. Comment cho em mã 19 bẩn nhá. Mã 19, chị lấy 19, comment 19. Đây này những cái áo ba lỗ của hàng này em xả hết các chị 50.000. 50.000 một cái. Mọi người comment lên đây cho em mã ba lỗ này. Để cho con này của em nó toàn hàng hãng không? Đâu nhỉ, có những màu này, em lấy ra đây còn nữa. Được chưa ạ? 19.000 đồng cái mã đấy, đẹp quá. Cái này của em là còn nguyên size S và size M đây này. Giá niêm yết của nó là 253.000. Hàng theo hãng nhá. Đây là hàng của Pantan. Được chưa ạ? Em bán các chị 50.000 đồng. Các chị lên 19 cho chị Trần Thị Tuyết nha. 19 cho chị Trần Thị Tuyết nha. Bắt đầu nhỉ? Bắt cái mã 19 đâu rồi? Bắt đâu rồi ở đây? Ok chị gái Trần Thị Tuyết Nga có đơn này. Em muốn like như này để tính em mặc đồ bộ cho mọi người. Chị nhận được hàng vừa 700 dép của nén đăng chín xịn sò nắng em trai. Em cảm ơn chị Hương Vinh nhé. Thank you chị gái. Không ai nghĩ các chị mua đôi dép mẹ của nhà em 100.000 đồng 5 đôi đâu. Em nói thật lô hàng thân lý à. Mà tầm này em vào được cho các chị nó hơi bị khó luôn. Ba lỗ size M cho chị tựa mộng này. Lấy mấy cái chị ơi. Size M đẹp lắm luôn. Cái này của em xả 50.000 nhé. 50-50. Đây có cả size L này, SML này. Cái đơn nó theo. Cái này hàng của hãng. Mọi người nhá, hàng của hãng. Chị size M cho chị tựa mộng một cái này. Đẹp quá chị gái ơi, màu rêu này. Mặc rất là form của nó, rất là đẹp luôn. Cho chị tựa mộng một cái 50.000 này. Cái này là xỉ rủi đó. Chị là chốt ba lỗ. Em có size SML. Đấy, SML có lần này cái đúng không? SML đây này. Chị nào chốt lốt không lên cho em mã ba lỗ. Ba lỗ kèm màu giúp em. Hai cái CL. Một cái CM, hai cái CL. Một cái M cho ai đấy? Chị tựa mộng. Một cái M à? Một cái M thêm hai cái L. Hai cái L. Đây cái hồng này còn toàn S. Ba lỗ chị Hoàng Hoài. Từ từ đã. Lấy M hai cái nữa đúng không? L, L. L đây một cái này. Cái này các chị mà chọn màu kỹ này em không có. Đây có một cái XL này. Cái này của em nó là hàng của hãng nhá. Hàng của hãng nha. Một cái L nữa này. Đây có một nhưng mà lại giống nhau. L nhưng mà lại giống nhau rồi. Từ từ. Đây L toàn giống nhau ở dưới còn không? Em đổ hết ra đi xem nào. Cái này là xỉ đâu thử ơi. Xỉ đâu thử chứ còn của nhà em bán hết lâu rồi. Đầu của em đã bán hết rồi. Còn toàn SM thôi. L đây còn là giống nhau. Đẹp thế. Màu nó đẹp quá. Các chị ơi, màu nó đẹp dã man luôn. Từ từ đã, em chưa tìm xong đây này. Đây có XL nữa này. Có XL nữa này. Đây L có hai cái đây rồi, đẹp quá chị gái luôn. Đây chị tựa mộng này. Này, hai cái rồi tiếp tục cho em. Cho đến chị nào đây. Chị tựa mộng rồi này. Rồi ok chị gái luôn. Ba lỗ 50k mình size M hai cái cho chị Trang Lê. Chị Trang Lê hai cái này. Ok chị gái luôn. Đây có cả XL. XL đây, cho chị màu cá màu ca, một cái màu rêu nhá, đẹp lắm. 50.000 này cho chị Trang Lê này. Chị Trần Thị Kim Chi lấy size gì hoặc là lấy lên cân nặng bao nhiêu giúp em với. Chị Trần Thị Kim Chi mình lấy size gì hoặc mình lên cân nặng giúp em với. Chị Trang Lê lên cho em xin số điện thoại nhá. Rồi, tiếp tục mã ba lỗ cho chị Hoàng Hoài 53 cân size L. XL nữa này các chị này. Nó
nói chung là những cái mẫu này đẹp các chị ạ, mặc lên màu nào cũng đẹp, mặc lên màu nào cũng đẹp, càng màu tối mặc càng đẹp. Chẳng qua em mặc bán mai em mặc cho các chị để các chị nhìn rõ form luôn nhá. Comment cho em mặc ba lỗ kèm màu cho em, ba lỗ cho chị Vân Vân Lương, màu màu em đang mặc thôi, size S có màu em mặc thôi sao ấy. Đây có em mẫu này có cả size màu này, XL này dạ. Cho chị Vân Lương này. Hàng này là hàng của hãng nha mọi người ơi, đẹp lắm, 50.000. Điện thoại 50 nhá. Nghe được điện thoại mới đặt hàng nhá các chị nhá. Rồi chị Trần Thị Kim Chi mình có rồi ạ. Comment cho em mã ba lỗ cho em ạ. Comment cho em mã ba lỗ cho em ạ. Em bán các chị là 50.000 đồng ạ, 50.000. 50.000 đồng các chị lên nhá. 50.000 đồng giúp em ạ. Chị yêu lấy ba lỗ, comment ba lỗ cho em, ba lỗ XL hai cái màu xanh màu hồng. Ok chị gái luôn. Vừa nãy vừa nhìn thấy màu xanh màu hồng xong. Đây một cái này. Cái này giá niêm yết của nó tận 200 mấy cơ, XL này này. Size to hơn thì nó lại đánh giá tiền cao hơn này. Được chưa? Đó, cho chị nào đây. Đẹp quá. Chị Nguyễn Kiều, ok chị này. 2 x 50.000 này. Ở đây này có một cái shop quần sinh nhật đâu ra đây. Chết rồi, em shop một cái quần sinh nhật này. Có một cái quần sinh nhật, các chị lên cho em quần sinh nhật, nốt cho các chị 35.000 đi. Nốt cho các chị 35.000 đi. Chị nào vừa hỏi quần sinh nhật đấy. Comment cho em mã quần sinh nhật nhé. Bác nào chốt lên cho em mã quần sinh nhật. Còn chị nào chốt ba lỗ nữa không, em còn vài cái nữa này. Còn vài cái em xảo xỉ lốt cho em. Các chị lên cho em mã này ba lỗ 50.000 nhá. Được chưa ạ? Cho mình size mờ màu hồng á chị. Không còn đâu chị ạ. Màu hồng có màu cam này thôi. Chị Trang đây, à đây là size L. Màu đỏ đô này có một size gì đây này. Size M đây này, chị Trang lên này, màu đỏ này đẹp này. Đẹp lắm. Nói chung là những cái màu tối này mặc rất đẹp luôn. Lên cho em mã ba lỗ kèm màu nhá. Lên cho em mã ba lỗ kèm màu. Đấy cho em à, ba lỗ kèm size. Đấy, màu thì nó chỉ có ở đây thôi. Thật sự là hàng thanh lý các chị ạ. Hàng này là kiểu như xỉ họ gửi hàng ấy. Bán các chị là mùa giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng các chị lên cho em mã ba lỗ kèm màu giúp em. Ba lỗ kèm màu giúp em nhá, 50.000 đồng. 50.000 cái này size to này. Đây sẽ ít giờ này. Còn chị nào chốt nữa không? Lấy cái túi gập, cái này em gập luôn là chị đi. Không buộc vào, cái này không phải hàng nhà mình nhá. Cái nào chị bảo không phải hàng nhà mình nhá, em phải để riêng ra một túi. Cho quần sinh nhật cho chị Anh Nguyễn kìa. Còn ít là một cái. Quần sinh nhật cho chị Anh Nguyễn này. Đây là cả một túi này không phải nhà mình nhá. Để chị giữ. Ba lỗ chị Mai Loan. Chị Mai Loan lấy ba lỗ xoay ít nờ đúng không? Em vừa thấy có một cái màu xanh dương đâu nhỉ? Chị lấy một cái đúng không chị Mai Loan, 50.000. Chất nó đẹp lắm luôn các chị ạ. Chất nó đẹp lắm luôn. Ok chị Mai Loan này, lên số điện thoại cho em. Còn chị yêu nào lấy ba lỗ, comment ba lỗ giúp em. Comment cho em mã ba lỗ nhá. Rồi em qua má này. Em còn một cái quần đen này lốt các chị 30.000. Không thấy comment của mình à, chị gái họ vui vì em không gọi điện được cho chị. Em không gọi điện được cho chị nên em không chốt đi ạ. Cái mã này các chị lên cho em, con này dưới 55 cân ạ. 55 cân đổ về, con mượn cho em mã suông đen, em bán nốt 30.000 này. 30.000 nhá. Chị yêu lấy suông đen, con mượn suông đen 30k lốt cho các chị yêu. Màu xanh ít lời nha, rồi đấy, có một cái đấy. Chị nào chốt 3 lỗ nữa không? Chả biết nó gửi cái của là ở gì đây. Đây mấy cái bộ củ vét này là của nhà em. Nó lấy của nhà em. Mấy bộ củ vét này là nó lấy của nhà em, xem nào. Đen, suông đen cho Nga Thanh 30.000 nốt này. Ba lô cho bé mầm non em không còn đâu chị Hằng Tây. Ba lô mầm non hết rồi chị. Ok này. Cái mã này các bác lên cho em mã cổ vét nha. Em, những chị nào từng mua cái bộ này rồi cho em xin một cái feedback này. Cái này của em là còn size XL này, đẹp quá. Cái này bộ đen của em là có size gì đây? Bộ đen này em còn nguyên 3 bộ suông đen hết. Bộ đen này em còn nguyên 3 bộ đen size XL thôi. 50-60 cân nhé. 50-60 cân các bác lên cho em mã này, em mặc nó bị rộng. 50-60 cân các chị bao vừa luôn. Quần này của em là quần suông này.
Chứ quần này của em là quần suông rất đẹp luôn, em xả luôn này. Hàng này ngày trước em bán là 79-84 nghìn một bộ đấy. Bây giờ em xả các chị còn 69 nghìn đồng. Chị làm chốt bộ này. Trời ơi, rất nhiều chị em bảo là gì ạ? Mua không nghĩ là nó đẹp như thế luôn. Được chưa ạ? 52 cân đến 50 cân sợ hơi rộng, 52 cân đến 60 cân, 52 đến 60 cân các chị nhá. Hàng này của em là đủ có size này, thấy chưa, rất đẹp luôn. Chị nào lấy cái má này lên cho em má cổ vét đen đi, cổ vét đen cho em bán các chị yêu. Giá của nó là còn là 769 nghìn. Còn màu vân gỗ này thì em có size á, màu vân gỗ này thì em có size gì này, màu vân gỗ này em có size cổ vét đen nhá, màu vân gỗ này có size L. Chà, màu vân gỗ này thì có từ 48 cân này, 48 cân. Đây còn mấy bộ đến 60 cân, có size L và XL. Chị nào chốt cái cổ vét này lên, em cổ vét đấy em mặc bị rộng một tí nhá, em xả 69 nghìn đồng. Riêng mẫu này thì từ may ấy, từ may cho đến chất vải của nó rất đẹp luôn nhá, từ đường may cho đến chất vải của nó rất đẹp, xả 69 nghìn đồng nốt. Chị nào lấy cái này comment cho em má này luôn. Nước hoa hồng em hết hàng rồi chị. Cái mã này mọi người comment hộ em luôn là cổ vét đen hoặc cổ vét lâu kèm cân nặng giúp em nhá. Cổ vét đen hoặc cổ vét lâu kèm cân nặng. Em ngồi em gặp cái kia vào đi. Gặp cái kia vào đi, em tí lẫn sang hàng của mình bảo như thế nào không phải của mình là để riêng ra. Không mức bán thì trả lãi được rồi, đang xả hộ rồi. Cổ vét đen cho chị Su Su này. Chị Su Su em không gửi được miền trong nhá. Chị lưu ý là các chị ơi, bây giờ em gửi miền ngoài thôi nhá. À, có 5 tỉnh em không gửi được. Là Nghệ An là 1 này. Đà Nẵng là 2 này. Đồng Nai là 3 này, Bình Dương là 4, Thành phố Hồ Chí Minh là 5, Bến Tre là 6, có 6 tỉnh là không gửi được. Đây các chị nhìn này. Đó, chị nào lấy cái mã này lên cho em cổ vét nhé, em xả các chị 69 nghìn đồng. Nói chung là nó rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp luôn. Đó, mã cổ vét, ống suông, size L. Size L và size XL. Size L và XL. Cổ vét đen em chốt cho chị Su Su này. Đây này, còn cái áo động trên mặt xanh màu này. Ok, cổ vét đen cho chị Su Su một cái này. Mọi người lưu ý nhá. Thấy con mình thì chốt hai cái bá ba lỗ xanh màu, màu hồng màu ve nhé. Cổ vét màu lâu. Chị Su Su lấy bao nhiêu cân đấy? Su Su lấy bao nhiêu cân đấy? Lấy màu đen hay màu lâu hả chị ơi? Lấy màu đen hay màu lâu ạ? Chị lấy màu đen hay màu lâu? Lấy size gì? Cổ vét lâu 53 cân cho chị Kim Liên. Kim Liên ok chị gái luôn, 69 nghìn đồng nốt nha. Lên như thế cho đúng mã các em. Rồi đây cho chị Kim Liên này. Chị vét bé chị Trần Thị Lý tốn qua em like rồi, em không like lại đâu. Chị vét bé chị cổ vét cho chị Kim Liên. Rồi còn một cái cổ vét màu đen này nữa này. Màu đen ô tròn, xích tròn. Chiều lấy cổ vét xích tròn này, con mình cổ vét xích tròn. Con mình cổ vét xích tròn giúp em 69 nghìn. Mọi người comment má giúp em nhá. Được chưa? Lên cho em má này luôn. Ừ chị Thái Bình rồi. Chị lấy cổ vét lâu hay cổ vét đen ạ? Size gì đi ạ? Lên rồi em má kèm số điện thoại. Má kèm số điện thoại cho em. Má kèm số điện thoại cho em nhá. Lên cho em cổ vét kèm màu. Rồi, bộ này của em là hàng Sunny Lee này. Trả cho các chị luôn bộ này, chị làm nhanh có đơn đúng một bộ duy nhất. Ê chỉ gửi thôi. Bộ này của em là size XL. Đẹp quá, dưới 60 cân. Chị nào chốt bộ ghi này, con mình ghi hai bộ màu lâu và màu đen. Rồi hai bộ lâu cùng đen size XL cho chị Xuân Xuân này. Tiếp tục cho em má này lên cho em má ghi. Em chào chị Nguyễn Xuyên. Toàn hàng Hán thôi các chị ơi. Em bán cho chị 100 nghìn bộ luôn. Chốt ghi, chị ghi cho chị Mai Loan. Nghe được điện thoại thì chốt đơn. Chống bù với mất hàng. Ghi cho chị Mai Loan. Ghi hết cho chị Huyền Như. Ghi 100 nghìn nốt cho các chị đi. Hình như hết ghi rồi. Hết ghi nha. Hàng của em là hàng Sunny Lee này, hàng ngắn này. Ghi hết chị Tuyết này. Bộ này của em nốt này. Đến này toàn hàng hãng thôi. Chốt nhanh nhá. Nghe được điện thoại mới đặt hàng. Ôi bộ đen này đẹp quá. Size L. 55 cân đổ về mã đen. Vét lâu cho chị Nguyễn Nga. Vét lâu size. Vét lâu chị Nguyễn Nga. Chị Nguyễn Nga cao bao nhiêu cân đấy?
Đây ok chị gái Nguyễn Nga. Rồi tiếp tục ghi hết chị Nguyễn Quỳnh ơi, chốt sang màu khác. Em còn khoảng mười mấy bộ đấy, các chị đợi em tí nhé, xong để em lên từ màu cho. Đây chị nào chốt cái này con mượn hộ em mã này luôn. Con mượn hộ em mã này luôn là mã đen đi. Chị yêu lấy đen lên đen này, đẹp quá. Size L các bác ơi. Hàng của hãng nha. Mọi người lấy đen con mượn đen giúp em. Các chị mua ngoài 200 mấy 300 một bộ luôn. Chị nào lấy đen con mượn đen này. 100.000 bộ luôn. Em xả hết cái lô này hộ tỷ không? Nha, chị nào lấy đen con mượn đen. Chị nào lấy đen con mượn đen, mã này của em là size to này, hồng. XXL 60 đến 65 cân các chị nhìn này. Cổ nó may quá đẹp luôn. Được chưa, chị yêu nào lấy hồng con mượn hồng 60 65 nhá. 60 65 mã hồng dài chân luôn này. 100.000 đồng chốt ngay. Cái này có tầm khoảng 20 bộ thôi. Mọi người lấy hồng con mượn hồng. Lấy hồng con mượn hồng hộ em cái nào. Chị yêu lấy hồng lên hồng nhá. Lấy hồng lên hồng cho em. Lên đồ bé chị. Chị lấy hồng con mình hồng. Lấy hồng con mình hồng giúp em. Còn muốn các chị muốn chốt bộ nó sao không, để em lên mạng khác vào. Cái này đẹp ở cái bộ nào đấy. Chị cần thì lấy inbox cho em hoặc lên số điện thoại em gọi luôn. Nếu mà không lấy gì thêm thì em gọi luôn. Đen này em còn size L và size 2XL. Đen này còn 2 bộ size 2X này, các bạn bắt chốt nhanh lên cho em. Cặp ngựa đằng sau của em là 159.000. Trời ơi cái chất của nó này. Mê ly luôn. Được chưa, chị yêu nào lấy đen. Comment đen của em nhé. Chị yêu nào lấy đen này. Bộ trên bộ hồng trên tường á, bộ hồng trên tường đủ size tí em hai cho. Các chị ơi lên cho em mã này luôn. Mã này con mượn của em bộ đen. Chị ở chốt đen em còn 2 bộ size 2XL. 2 bộ size 2XL 60-65 con lên cho em đen. Đen size 2X này. Mặc lên thì đẹp tuyệt vời. Để cho chị nào lấy đen con mượn đen giúp em. 100.000 này. Các chị lốt cho em đi đen. Rồi mọi người chốt đen con mượn đen giúp em nhé. Đen con mượn đen. Đen em có 2 bộ size 2XL này. Và có 1 bộ size L. Có một bộ size L. Size L là 50-55 cân. Mọi người lên cho em mã đen. Chất đẹp lắm luôn. Chị yêu nào lấy đen con mình đen. Đen là chị Hằng Mary. Đen còn bộ nhá. Đen còn bộ này. Đen là chị Huyền Như luôn. Đen cặp lớp 3 mang được từ lớp 1 đến lớp 5. 1 đến 5. Mã này em còn một đen size L. Lên cho em mã đen size L này. Lên cho em mã đen size L chốt nhanh. Chốt nhanh của em mã đen size L. Cái này đúng thật em xả hộ tỉnh thôi đấy. Đen size L cho chị Bùi Hải. Chị Huyền Như hết. Đây chị Bùi Hải với chị Huyền Như. Đây chị Bùi Hải với chị Huyền Như. Mã này lên xanh. Xanh size L nhá. Lên mẫu quần bò cho bé còn. Xanh chị lấy xanh size L. Chốt giúp em xanh size L này. Chốt giúp em mã xanh size L 100.000 nhanh tay nhá. Chốt giúp em mã xanh size L. Chị yêu lấy xanh size L, con mình xanh size L giúp em cái nào. Lấy chị size L nha, chị Huyền Như lấy một bộ size L á. Thế còn một bộ size 2XL em bỏ lại à? Còn một bộ size 2XL bỏ lại à chị? Ô, các chị ơi chốt hàng chính xác chứ. Lên hộ em mã này luôn, mã xanh. Xanh nhá, xanh size L. Lâu size 2XL chốt nhanh thì có hàng này. Lâu. Chị yêu lấy lâu size 2XL này, chốt nhanh này. Đẹp quá. Đẹp quá mấy chị ơi. Chốt lâu nhá, 60-65 cân em qua nhanh này. Tại vì cái này em thề luôn. Chị nào xác định đặt hàng chốt nhá, em xả hộ sỉ. Không có một đồng tiền công, tiền nói nào trong này đâu. Không có một tiền cước, tiền cước phủng gì hay là tiền nhân viên gì ở trong này đâu. Nên nghe được điện thoại mình đi đặt hàng nhá. Lấy đen size L nha em. Thế còn một bộ đen 2XL nữa. Xanh cho Nguyễn Quỳnh. Xanh cho Nguyễn Quỳnh bỏ cái đen 2XL ra đi. Đen cho chị Huyền Như lâu luôn. Cái mã này các chị lên cho em mã hồng này, hồng đỗ này. Hồng size L. Chốt giúp em hồng. Nói chung là những cái form này thì bao các chị mặc lên là đẹp rồi. Em lười thử lắm, bây giờ mà cứ thử mỗi mẫu một bộ vào chết. Đó mọi người lên cho em mã lâu này. Lâu size L, con này phải tầm 48-53-54 cân. Lâu 2XL cho Hoài Ngô rồi đúng không? Cái mã lên hồng. À lâu hết rồi. Lâu hết rồi, lâu hết rồi, lâu hết rồi, lâu hết rồi.
rồi cha. Đâu hết nha. Còn hồng em đang mặc này. Hồng, hồng, đây là chị lấy hồng con mình hồng. Còn một bộ đen 2X bỏ ra đây đi. Của chị Hiền Như đấy. Em còn đen 2X này chị Hoài Ngô có lấy không? Đen 2X này chốt đi. Cái màu đen này quá đẹp luôn. Đen size 2XL 60-65 này. Mọi người lấy đen con mình đen 2X nhá. Con mình giúp em đen 2XL. Chờ con mình giúp em đen 2XL chốt đi. Cái bộ đen này quá đẹp luôn. Mọi người lấy đen 2X lên cho này. Đen 2X này. Ôi tui nhanh này. Chị nào ưng bộ nào chốt em sang hàng của em đây. Hồng cho chị Hồ Cúc này. Đen 2XL không lấy vét lâu nữa. Chị Nguyễn Nga này. Hồng cho Hồ Cúc lên số điện thoại đi chị ơi. Ba lô công chúa của em là 159.000 đồng. Ôi dồi, hàng in sắc nét đấy. Chị nào vừa chị nào em ghi số điện thoại chị Trần Thị Lý ra cho chị Hoàng gọi này. Chị nào vừa feedback đấy. Hình in sắc nét sức bé thích lắm. Ở ngoài mua 200 mấy luôn. Dạ, đây cho chị Hồ Cúc lên số điện thoại. Số máu này lên cam. Cam size L này. Chiều lấy cam, cam này kiểu cam đất chất chứ. Màu cam tôn da cực kỳ luôn. Mặc chất chưa. Máu này các bác lên cho em là cam. Nhắc máu này lên cho em cam. 100.000 chốt cam. Chiều lời em chào chị Thảo Nguyên. Chốt lên mặt cam này. Em tua nhanh nhá. Chốt lên mặt cam. Cho cô đen 2X rồi ok. Còn không? Đen 2X còn không? Hết hết rồi cô ơi. Chốt lên mặt cam. 100.000 nào. Cái này là em xả hộ sỉ đấy. 65 cân chị Sang Ngô em còn đấy. Em còn màu hồng đấy. Cái má này các chị lên cho em má này luôn. Chị Cao Bích ơi 100.000. Cái má này lên cho em rêu. Ủa dồi. Rêu rêu rêu. Mọi người chốt rêu cho em này. Chốt rêu cho em này. Chưa? Bộ em đang mặc các chị. Áo em mặc là 50.000. Chốt rêu cam size L cho Bùi Hải này. Chốt rêu giúp em size L các bác ơi. Rêu nhỉ. Ôi về đi. Ôi xe này về đi. Em còn bộ này size 2X này. Còn bộ này size 2X này. Bộ cực dài luôn. Rêu cho Hiền Như luôn. Đẹp lắm chị gái ơi. Má này lên cho em là hồng này. Hồng 2X này. Quần dài nhá. 100.000 các chị lên hồng nhá. Chiều lấy hồng comment hồng này. Chiều lấy hồng comment hồng giúp em nhá. Lấy hồng comment hồng tí nữa em xả hết bộ cả bộ lanh của hết của nhà em luôn. Chiều lấy hồng comment hồng. Rêu của chị là chốt không? 100.000 rêu cho chị Huyền Như rồi rêu cho Hồ Cúc này. Rồi. Rêu còn các bác đang lên rêu giúp em nha. Rêu cái này là xanh lờ. Rêu vẫn còn xanh lờ này. Rêu vẫn còn rêu một bộ y như vậy. Bộ rêu xanh lờ thế này. Còn một bộ cuối cùng. Chốt rêu đi các chị. Mẫu này mặc lên là đẹp cực kỳ luôn. Chị nào chốt rêu con mừng rêu. Đẹp chưa? Các chị mặc vừa hơn nó sẽ đẹp. Em mặc hơi bị chảy tay một tí. Mọi người lên cho em mã rêu. Bộ cho bé chị. Xem tập lớp 2. Chị lớp 2 đấy chị Phạm Anh Nhi. Tất tần tật mẫu này còn có 4 hay 5 cái thôi chị Ngô Hồng Ánh. Hồng rêu rêu. Hồng rêu gì cũng được. Hai bộ cho chị Sang Ngô. Cho chị Sang Ngô thế thì từ từ tính luôn. Chị Sang Ngô bộ 2X như đúng không? Chị Sang Ngô lấy thêm bộ 2X cho chị màu cẩm này nhá. Ôi dồi ôi. Bộ màu cẩm này có chữ Lê. Cái bộ này đẹp lắm. Chị ạ. À. Các chị nhìn này. Chưa hàng tên của hãng. Mọi người đây cho chị Sang Ngô hai bộ luôn. Này chị có cách đi. Rêu không có 2X. Rêu XL chị Hồng cho đi một bộ ạ. Rêu không có XL đâu. Rêu còn toàn xanh L đâu. Bảo điện trước đơn rồi em sợ đi đơn rồi. Rêu 2X không còn chị Hoài Ngô. Rêu còn toàn xanh L rồi. Cơ tí nên em sang hàng của em. Rồi ok. Cam xanh rêu nhé cho chị Bùi Hải. Bùi Hải là rêu này. Nhưng mà bây giờ rêu nó không còn ấy đâu. Rêu nó không còn kiểu là không còn mẫu vừa nãy đâu. Nó còn những cái mẫu như này này. Tất hàng của một hãng đấy thôi. Nhá, tất hàng của một hãng đấy thôi. Chốt đang đây nha chị ơi. Hôm qua chốt quần mà không thấy gọi điện là chị Đặng Giang à. Nhà em đang gọi đấy. Nhà em đang gọi này. Đây cho chị Bùi Hải là chốt chính xác. Các chị ơi cứ đổi qua đổi về là rất là mệt luôn. À đây rêu một bộ đang mặc trên người đây thôi. Rêu một bộ đang mặc trên người. Rêu còn bộ đang mặc trên người. Quên bố mất. Chị lấy rêu nữa không? Rồi má lại lên cho má cẩm. Em nhìn lấy kia xem còn không? Cẩm cho em này. Cẩm size XL 5560 nhá. Chị nào thấp béo thì chốt đến 58 thôi các chị ạ. Hàng chuẩn size lên là mọi người. Mặc theo size của mọi người nhá. Đó mọi người nhìn này. Chốt cho em má cẩm đi. Màu cẩm này mặc lên đẹp cực kỳ luôn. Cẩm này có 2 bộ này. Cẩm còn bộ nào nhé. Cẩm
cẩm có hai bộ, một bộ size L, một bộ cẩm size L và một bộ cẩm size XL. Màu cẩm này mặc lên là tôn da và nhìn chắc lắm. Đó, nhìn cho em mã cẩm này. Chị yêu nào lấy cẩm comment hộ em cẩm nào. Comment em cẩm, cẩm XL cho chị Huyền Như. À, rêu có chữ vu xì nha. Chị Bùi Hải này chốt đơn khó nhở. Chốt từ nãy giờ toàn đổi ra đổi về thôi. Đâu chị Bùi Hải, đâu bỏ chị Bùi Hải này. Cẩm cho chị Huyền Như này. Đây cẩm, cẩm có chữ này cho vụ chị Bùi Hải đâu rồi. Đây à. Ok, chị này chốt hàng chính xác cho chị lại đổi cái gì ấy. Chị lại đổi cái gì ra ấy. Còn một bộ cẩm size L. Bộ cẩm còn bộ size L nhé. Cẩm cho Hồ Cúc size L đúng không? Chị Hồ Cúc size L đúng không? Vàng size XL này. Chốt vàng XL hộ em với nè. Chốt hộ em vàng XL này. Chốt giúp em vàng XL nhé. Vàng XL. Chị lấy vàng XL, con mình vàng XL giúp em. Được chưa? Ok chị em ơi, cái gì đây? Vàng XL cho Nguyễn Kiều. Thế từ nãy giờ chị toàn chút L là xả hết à chị Huyền Như? Vàng cho Nguyễn Kiều. XL nó sẽ dao động từ tầm 55 đến 60 cân nhé. Ui dồi, cái bộ hồng này đẹp quá. Hồng size L con mình hồng đẹp. Hàng của Samili nha mọi người. Giá niêm yết của nó là 366.000 đồng. Đây chị nào lấy hồng đẹp con mình hồng đẹp. Bộ bộ dê vào rồi ok chị. Lên cho em mã hồng đẹp. Nói chung là tí xả đơn nào. Của chị Huyền Như còn đấy ông bỏ size dê ra nào. Dê đổi sang cái gì. Và size L không có, không còn nữa. Lên cho em mã này luôn mã hồng. Hồng đẹp nhé, con mình hồng đẹp. Con mình của em mã hồng đẹp. Giờ lấy hồng đẹp lên hồng đẹp. Hồng đẹp, đây còn một bộ cam size XL này. Con chiều lấy cam size XL con mình cam. Chốt em mã cam size XL này. Cam đỏ, cam, cam. Chiều lấy cam con mình cam. Chất cốt tông mịn xịn sò quá. Chiều lấy cam con mình cam nhé. Chị yêu nào lấy cam con mình cam 100 100 100. Mọi người lấy cam con mình cam này. Mọi người lấy cam con mình cam. Trời ơi con này được 4XL này là sao đến bao nhiêu cân. Chốt cho em mã này luôn. Chốt cho em mã này luôn. Con này size đại cổ. Con này tầm 70 cân về. Chị nào chốt mã này con mình mã 70. Cam cho Huyền Như. Cam, cam cho chị Huyền Như. Cam cho Nguyễn Kiều hết rồi chị ơi. Lên cho em mã 70. 70 cân về. 4X mã 70. 50 kg chị Hồ Cúc lấy mã gì? Cam hết chị hàng Mary. Cái này các chị lên cho em mã 70. 65-70 cân gì đấy. 65-70 cân gì đấy. Mã 70. Đây là bộ rêu em còn này. Rêu em còn xanh là điều lấy rêu. Rêu tầm 48 đến tầm 54 cân á. Rêu đẹp quá. Chị nào lấy rêu lên rêu đi, rêu size L này. Chị yêu nào lấy rêu con mình rêu. Mã 70 cho Mai, cho Lê Thủy với chị Mai Loan chứ. Chị Lê Thủy có đơn chưa? Chị Lê Thủy Mai Loan thế này. Chị nào lấy rêu này con mình rêu size L nhá. Rêu size L. Lên hộ em mã rêu. 4X hết rồi chị Trang nhé. Những cái hàng size to nó không tồn lắm. Đây lên là rêu đậm này. Chiều lấy rêu đậm comment rêu đậm size L này. Đó mọi người lên mã cho em là mã rêu đậm size L này. Chiều lấy rêu đậm comment rêu đậm nhá. Lấy rêu đậm comment rêu đậm nhá. Rêu và rêu đậm. Đây hình như em còn bộ này nữa thì cho em xin. Cái áo của nó đâu của em ơi. Em chỉ có một cái quần rồi. Rồi, đi bỏ cái bộ buộc vào đi, bỏ cái bộ đấy. Em đi ở ngoài là hàng của Nga đi. Rêu đậm cho chị Dương Lượng. Rêu đậm, đấy là hình của mình. Nhưng mình bán xỉ cho nó xong rồi. Bây giờ chẳng qua nó gửi bán, bán hình bóng, bán hình giả chứ.
đều đặn cho chị Hương Lượng, đều cho Nguyễn, đều cho Huy Nguyễn với Nguyễn Quỳnh. Nói mà còn chị ơi, cái má này mọi người comment rêu, à rêu cho Huy Nguyễn, rêu cho Nguyễn Quỳnh. Đó, rêu cho chị Hằng Hoa hết rêu nhá. Hết rêu rồi, còn bộ này, cuối cùng bộ này. Hình như vừa nãy chị Huyền Như bảo bỏ bộ rêu đấy, em tìm bộ rêu size L đi. Để chị nắng hoa kìa. Cái này của em còn bộ size XL này, comment cho em má cam, cam XL đẹp quá. Chị nào lấy cam lên cam nhá. Xong bây giờ em sang hàng của em. Để cho lấy cam comment cam nè. Lấy cam comment cam nè. Chị nào lấy cam comment cam rêu đậm hết nha. Chị nào lấy cam comment cam. Cam XL chị vừa không chắc đâu. Comment cam. Đây còn một bộ đen cuối cùng. Cam để đẹp. Hả? Rêu đậm chút cho chị, em không đọc được à? Rêu đậm cho chị, đây này, rêu cho chị Dương Lượng này, rêu cho chị Huy Nguyễn này. Huy Nguyễn đi rồi đúng không? Rêu cho Nguyễn Quỳnh. Nguyễn Quỳnh còn một bộ rêu đậm. Rêu đậm thì rêu đậm cho chị Nắng Hoa. Chị Nắng Hoa với chị Tùng Vân, chị Nguyễn Quỳnh. Đấy, chị nào chốt chốt. Rêu hết rồi chị ơi. Ba lỗ còn. Má này comment cam XL cho Huy Nguyễn này. À cam cho chị Hằng Mary trước. Chị Hằng Mary có đơn rồi đúng không? Chị Hằng Mary có đơn rồi phải không? Chị Hằng Mary chốt cam trước. Đây em còn một bộ đen size L này. Chốt đen size L đi. Cho tớ hết cái bộ màu xanh của hàng hãng của mình vào đây nào. Những cái lô này là lô em bán cho xỉ hết rồi. Bây giờ xỉ quay ra là gì ạ? Các bạn ấy không được ngồi nữa, bây giờ đóng cửa shop ấy. Nên các bạn gửi lại em thôi. Cái mã này các chị comment cam đen size L này, con này đẹp thật sự luôn. Được chưa? Chị nào lấy đen size L, nói chung chị nào mà kiểu như là gu của cái dạng đồ bộ thì đừng bỏ qua đen. Chị nào lấy đen size L, comment đen size L. Không bé trai, chị Nguyễn Kiều hết cam rồi. Em chốt sang mã khác nha. Chị nào lấy đen này comment đen nhá. Lấy đen này comment đen size L. Đen size L cho Ngọc Tín này. Nghe được điện thoại mới đặt hàng. Là bộ này còn mấy bộ màu xanh nè. Chốt luôn vào đây đi, 110.000 xanh. Các chị nhìn hàng này. Trời ơi, nó xịn sò con bò dã man luôn. Xanh này như còn toàn xanh mờ à? Xanh này còn toàn xanh lờ à? Đây xanh này, xanh còn xanh gì nè. Xanh. Đợi em một tí em lên cho các chị. Xanh còn nguyên chi xanh lờ. Xanh còn nguyên chi xanh lờ. Xanh 110, đây 110. Các chị nhìn này, cái hàng này thì em thề luôn là em không dám đọc tên. Được chưa? Hàng này bây giờ đọc tên nên là kiểu như là nó bị đăng kiểm á. Kiểu như vậy nhá các chị, đây này. Sản phẩm được đăng ký độc quyền thương hiệu rồi. Tức là mình không phải nhà phân phối á mọi người. Mình chỉ là kiểu đi ôm nhỏ lẻ xanh ní ngoài thôi nhá. Đây là chị nào chốt được thì chốt giúp em mã xanh kèm cân. Hàng này hàng của ai? Hàng Ngọc. Nghe Ngọc. Các chị lên cho em mã này luôn là xanh. Còn nguyên size L à? Em nhìn của chị là xanh ở ngoài hết chưa? 110.000 một bộ. Em về gốc hết nha. Chị nào từng lấy xỉu nha, em bộ này thông cảm nha. Bây giờ em xả hết cho mọi người luôn. Chị yêu lấy xanh này, 48 cân trở lên mới mặc được. Cho đến tầm 53-54 cân đủ về. Các chị lên cho em mã xanh. Còn nguyên size L đúng không? Xanh bây giờ em còn nguyên size L. Em có thấy chị Tuyết Thám ạ? Bao lâu em mặc còn hàng chị? Chị nào lấy xanh lên xanh. Lấy xanh lên xanh, những cái lé lé này nó khác nhau tí nhá. Được chưa? Lấy xanh con mực xanh giúp em. Chờ em bán các chị yêu là 110.000 bộ. 110.000 một bộ xanh như này. Shop khác người ta bán những cái hàng hãng này của em không bao giờ có dưới. Nếu như nhà nào không chạy quảng cáo là 149. Thật. Còn nhà nào mà chạy quảng cáo là các chị có thể mua đến 200 mấy. Được chưa ạ? Toàn bộ hàng của nó này. 110.000 có chị lên xanh cho em. Đấy, nó có nhiều kiểu lé lé khác nhau. Chiều lấy xanh con mực xanh. Đâu rồi, bộ xanh như đâu rồi nhỉ? Chị nào lấy xanh con men xanh. Trời ơi, hàng là sò lắm luôn á. 110.000 một bộ này. Con mực xanh, xanh cho Dương Lượng bộ này. Xanh cho Hoa Vũ một bộ này. Đẹp quá mà không vừa, tí sang màu khác. Em có thật tí sang màu khác nha. Xanh cho em là tí sang màu khác. Em còn nhiều màu. Xanh cho Tùng Vân này. Lên cho em mã xanh, mặc lên đẹp lắm luôn các chị ạ. Mặc cái bộ này lên đẹp lắm, nói chung là xứng đáng đồng tiền bát gạo các chị bỏ ra luôn. Được chưa? Hàng này là thật sự em không dám kể tên ở đây. Nhá, hàng nó có đăng ký bản quyền thương hiệu rồi. Xanh cho chị Hồ Cúc bộ nữa này, 110.000. Chị nào lấy xanh lên xanh. Chị nào lấy xanh lên xanh.
Nhận hàng được bóc hàng xem hàng thoải mái chưa thanh toán mã xanh. Còn hai bộ cuối cùng ạ, chị đã chốt xanh lót hộ em với nào. Xanh cho chị nào đây này. Xanh cho chị Hiếu Cao, size M không còn đâu chị ơi. Còn nguyên size L. Đẹp thật sự luôn. 63 cân không vừa xanh rồi, tí nữa chốt màu khác đi. Chị nào chốt xanh nữa không, em còn hai bộ ạ. Xanh em Trang còn hai bộ, mọi người nhắc lên hộ em mã xanh. Anh Đức ơi, cho em một màu nữa vào đây, màu lâu, màu lâu, màu lâu đi. Màu lâu kia còn xanh gì. Chiều lấy xanh con mừng xanh nhá. Lấy xanh con mừng xanh. Lấy xanh con mừng xanh còn hai bộ cuối cùng nhá. Tiếp tục xem sang mã lâu này đi. Các chị nhìn này, hàng nó chất lượng cực kỳ luôn. Chờ chia sẻ live stream lát em tặng bộ không đồng cho bác. Chia sẻ đi. Xanh tay lờ cho nắng hoa. Xanh tay lờ cho nắng hoa. Rồi còn một bộ xanh nữa các chị nhá. Xanh cho chị Trang Lê. Xanh cho chị Trang Lê. Hàng của hãng nha. Xanh hết rồi chị Tuấn Tú Nguyễn. Xanh ở ngoài đấy còn đó mọi người ơi. Hết xanh rồi, chị Trang Lê chốt trước rồi chị Tuấn Tú Nguyễn chốt sang màu khác nhá. Cho xem sang màu khác. 110.000 các chị nhìn cái chất của nó này. Chất u mì này. U mì của hàng mùa hè nhá. Để mình cái áo hồng đang mặc nhé, ok chị. Cái này là em là size S, để cho chị một cái hồng size M của chị đi, chị đổi luôn. Chị lấy lại một cái. Chị đều lấy lâu, cầm mình lâu. Cầm lâu vào đây đi mọi người ơi, cầm lâu vào đây. Đẹp quá, mấy chị ơi, chia sẻ live stream đi, em tặng bộ không đồng cho mọi người. Ok chưa, lâu còn cái này bộ thôi thì. Lâu còn L, L, L. Lâu còn gì đây. Lâu còn L, ô, lâu là còn toàn L hả cháu. Lâu còn L và 2XL. Lâu cho Huế Vũ. Lấy đúng mẫu em mặc hay lấy mẫu khác cũng được này. Các chị ơi, cái lấy lé nó khác nhau tí nhá. Từ từ đã, lâu cho Huế Vũ đây nè. Xong để chị mặc sang cái lâu mẫu này. Đẹp quá. Các chị ơi, đẹp thật sự luôn. Các chị mua ngoài 200 mấy nhá. À, ba lô treo tường là 100 mà. Lâu từ từ đã chị ơi. Lâu kèm cân nặng vào đấy cho em đây. Hàng của hãng này nó có cả full dài bụng như các kiểu luôn ấy. Chạy lây lâu cho chị Huế Vũ một bộ này. Đâu rồi nhỉ, chú gắng mình vứt đâu rồi. Em phải nhìn lấy cùng chị đấy. Lâu cho Huế Vũ này. Lâu cho chị Ngọc Tí một bộ này. Lâu cho Tùng Vân một bộ này. Tiếp lâu lâu đi. Lâu 2X cho Nguyễn Kiều đúng không. Có một bộ 2X thôi. Lâu ở ngoài hết chưa. Các chị ơi đẹp lắm luôn, lên cho em mã lâu. Được chưa? Hàng của hãng nha các bác ơi. Chiều lấy lâu có một lâu, lâu cho Nguyễn Kiều 2X này. Lâu có L và 2XL. Đẹp chưa? Chị ơi mặc như này nó mới gọi là chất chứ. Lâu cho chị Nguyễn Kiều. Chị Hương Phan Thị hết lâu. Ba lô có mấy màu, ba lô có nhiều màu lắm. Còn 2-3 bộ lâu nữa các chị lấy lâu có một lâu thôi em. Chia sẻ livestream hộ em với nào. Chiều lấy lâu con mừng lâu. Lâu 2X chị Nguyễn Nga đi. Lâu còn đó mọi người ơi. Còn nguyên L hết 2X rồi ạ. Không còn bộ nào 2X lâu à. Cho em một màu nữa vào đây đi. Lâu L cho chị Huy Nguyễn này. Chị Huy Nguyễn lâu này. Lâu cho chị Giang Đông này. Lâu cho chị Hương Lượng này. Chất cực đẹp luôn các chị ạ. Nói chung là nói về hàng hãng thì nó không phải đẹp từ chất đâu các chị. Nó đẹp chất là một này. Đẹp form. Và đường may của nó rất đẹp nha các chị nha. Quần áo nó phải lên form nữa. Chứ không phải cứ may ra một cái nào lên được đâu. Lâu còn toàn size L thôi các chị ơi. Lâu chị Giang Đông 63 cân đó chị. 63 cân mặc 2XL cho em nhá. 60 cân nằm 60 cân đổ về là mặc XL. Còn từ 60 cân trở lên 59 cân đổ về là mặc XL đi. Còn 60 cân đến 64 cân các chị mặc E2XL cho em. Hàng này lâu hết, chị Trang Lê hết 2X rồi. Cho em xin một màu nữa vào đây nào anh ơi. Mình nhận quần áo bé gái rồi, ưng lắm sao. Lấy một cái có thể ok, chị gái luôn, tí lên lên cho. Chiều lấy cái này, đây tiếp tục em còn mấy cái váy này em tặng nốt này. Còn 2-3 cái váy này tặng nốt các chị. Lâu chị Tú Anh Nguyễn một bộ này. Tú Anh Nguyễn một bộ lâu. Em đang mặc á, bộ em đang mặc là 110.000 chị Văn Đồng Minh. Cái này các chị lên cho em váy này em tặng các chị luôn. Con này tặng các chị luôn là 25.000 đồng váy. Chiều lấy váy có một váy 25k, con này size 23 cân đến 28 cân, 23 cân đến 28 cân tầm 7, 8 tuổi, 9 tuổi nhá, tầm 7 tuổi trở lên mới mặc được. Váy này em còn 4, 5 cái, em trả lốt các chị 25.000 này.
Chị nào lấy váy này lên váy cho em. Lấy váy này lên váy cho em 25.000 nhá. Váy 25.000 không có size nhỏ được chưa? Váy 25.000 ạ. Chị nào lấy váy này comment váy hộ em cái 25.000 một cái. Con bé đẹp lắm, may đẹp lắm. Mỗi màu là còn mỗi màu này thôi. Còn một màu này thôi xả lốt và còn một size nhá. Đẹp chưa, cái váy kiểu hang bút này này. Rất đẹp luôn. Lâu cho chị Hồ Cúc bộ nữa này. Sao chị chưa nhận được hàng? Chị Phùng Thái lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng cho. Chị Phùng Thái lên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng cho. Lâu chết rồi chị Mai Quyên. Lên đủ màu đấy. Lên màu lâu, đa số là màu lâu, màu đen đấy. Cái này các chị lên cho em mã này nhá. Mã này mọi người lên giúp em luôn là mã. Cái hàng đấy hàng đặt may mà. Mã lên váy cho em ạ. Ba lô trên tường là 159 ạ. Em ghi số chị Phùng Thái ra để kiểm tra đơn này. Rồi em tặng con áo, con váy này không đồng cho mọi người luôn này. Đẹp quá. Váy 25. Váy cho chị từ từ. Cái nào có đủ số một tí nào. Váy cho chị Nguyễn Nga một cái này. Váy cho Nguyễn Nga này. Váy cho San Kim này. Váy cho Hà Viver Low Hill này. Nga Nguyễn này. Nguyễn Nga gì đấy. Nguyễn Nga này. Váy cho San Kim này. Váy cho Hà Viver Low Hill này 25.000 đồng. Lỗ mười mấy thì một cái váy này luôn. Váy cho chị Hà Viver Low Hill. Áo em mà có size, có size chị ơi. Và váy cho chị Anh Nguyễn này. Váy chị Anh Nguyễn này. Hết váy này rồi phải không anh ơi. Rồi cứ chia sẻ live stream đi. Lát em tặng quà cả thể luôn. Bộ hãng hết rồi chị ơi. Bộ hãng quần ngắn tay hết rồi. Váy còn không? Váy chị Tuyết Thắm. Em đi váy chị Tuyết Thắm. Váy chị Tuyết Thắm. Váy này mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị yêu. 25.000 đồng nốt. Bộ này còn 2X này. Bộ đen này còn xây L này. L này. Bộ đen còn L. Nguyên L với 2X thôi anh ơi. Đâu không thấy. Váy chị Mai Nguyễn nữa kìa. Váy chị Tuyết Thắm này. Váy chị Mai Nguyễn này. Lên cho em váy kèm số điện thoại nhá. Váy kèm số điện thoại cho em 25.000 đồng. Đây còn bằng này cái. Bằng này cái 25.000 đồng nốt nhá. Chị nào lấy váy lên váy thôi em. Cái váy này là dáng kiểu dáng dáng gì nhỉ? Đây này. Hanbok gì đây. Các con mặc lên nó che bụng và rất là đẹp. Mặc lên cái là nó xòe luôn nhá. Mặc lên dưới đây cái là nó xòe luôn. Rất là đẹp luôn. Đó mọi người lên cho em váy 25.000. Chị Tuyết Thắm. Mai Nguyễn. Mai Nguyễn không giấu. Chị Anh Nguyễn. Chị Hà Vi Lò Lưu. Chị Nguyễn Nga có chưa? Chị Nguyễn Nga có váy chưa? Chị Sang Kim có váy chưa? Chị Sang Kim một cái váy nữa. Sang Kim một cái váy. Ba lô trên tường lớp 1 để có vừa chị ơi. Ba lô này các chị lên cho em mã đi. Mã là ba lô nổi bé gái. Hình in sắc nét cực kỳ. Cái này là in nổi chống nước, chống xước hàng Quảng Châu nhá. Em đã bảo rồi chị nào vừa feedback ấy, mua ngoài 200 mấy luôn. Em bán 159.000 đồng quai đeo 3 lớp. Cái này các con có thể đeo 1 đến 3 năm thoải mái luôn nhá. Các chị nhá, 1 đến 3 năm. Nói chung là không phải mình mua cái cặp sách mình đeo cho con 1 năm. Chưa? Mua hẳn cái cặp đẹp đeo cho các con 1 đến 3 năm luôn. Đấy nó có 3 màu như này. Ba hình như này, chị nào lấy hình gì comment cho em cặp bé 159.000 kèm màu đấy cho em. Rồi đen 2X, bộ 2X cho chị An. Bộ 2X cho chị Anh Hoàng. Còn các chớ, cầm thêm bộ đen vào đây cho em với anh ơi. Hả? Thế kêu là có XL với 2XL. Đen này có 2XL cho chị nào đây này. Đen 2XL chị nào đây. Đen 2XL chị Anh Hoàng. Ba lô trên tường chị lấy hình gì đấy chị ơi. Cầm thêm ba lô trên tường. Váy cho chị Mai Nguyễn có rồi đúng không? Bộ đen size L cho Huế Vũ. Huế Vũ bộ đen size L. Đen hết rồi chị Hương Nguyễn. Váy 40kg không vừa đâu. Chị áo chút đen comment đen. Nói chung là nhìn đẹp lắm luôn ấy. Đen bây giờ còn size L và size XL đâu. Bộ XL đâu, chị chưa vứt bộ nào XL ra cả. Bộ XL đâu. Đen ở đây có thấy bộ nào XL đâu anh. À đấy bộ nào XL ở đây cả. Hay là đây hay là bộ chị mặc ấy. Đâu không L. Chị áo chốt đen comment đen nhá. Đây có mấy bộ em chốt ở đây em nhìn hộ chị đấy. Có mỗi một bộ size 2X mà chốt cho chị Anh Hoàng. Đen XL à. Em nghe chị Tuyết Thắm đen 2X hết rồi chị ơi. Ba lô chị Mai Nguyễn rồi lên ba lô. Nó có hình này là hình ngựa poly này. Các chị comment cho em ba lô hình ngựa poly. Hình này là hình công chúa Elsa. Hình này là hình cô gái mèo. Các chị phải chốt theo màu vào đấy cho em nhá. Chốt theo màu vào đấy cho em. Được chưa? Chốt theo màu vào đấy, chốt theo hình vào đấy. Bé thích hình gì chốt hình đấy. Đen 2X cho em hết rồi. Chị Huy Nguyễn em hết đen 2X rồi. Em chào chào cô Trịnh Thu Ngọc nhá.
hết đen 2X rồi, bây giờ chỉ còn đen XL và L thôi. Dưới 59 cân, cứ 59 cân đổ về các chị chốt này đẹp lắm luôn. Chị nào chốt đen, con mừng đen 110.000 nốt, 110.000 đồng bộ nốt. Các chị ơi nhìn này, đây là hàng tên của nó này. Được chưa các chị gái? Chị yêu nào lấy đen, con mừng hộ em mã đen. Bây giờ còn L và XL thôi. Đen XL, ok chị gái Hương Nguyễn qua mà lấy đi. Đen của em là 110.000. Qua lấy đi, qua mà mặc thử. Ôi cái áo này thật sự đẹp quá, chị nào chưa chốt áo này chốt đi. Chị nào chưa chốt áo này chốt đi. Dạ, bộ đen là 110.000, chị nào chốt đen nữa không lên cho em mã đen. Đen kèm, thế còn màu nào có đủ size anh ơi? Màu nào còn đủ size để em xả cho mọi người đủ đơn. Rồi bây giờ báo cho các chị này. Đen XL chị Vân Huê đợi em tí ạ, không có 40 cân. Quần này của em còn một cái này. Đen cho chị vừa đây cho chị XL cho chị nào đấy. Đen 2X đầy đây thấy. Ui giời ơi. Chết mất từ từ đã nè. Em vào ghi đi ra này. Đen 2XL chị Oanh Phạm về cả bộ. Cho chị Oanh Phạm này. Đen cho chị Huy Nguyễn một bộ này. Huy Nguyễn một bộ 2X này. Đen cho chị Mai Khuyên một bộ 2X này. 110.000 hàng hãng nhá. Đến 2 rồi. Huy Nguyễn rồi đúng không? Đen cho Mai Khuyên này. XL có không? Ghi chị Tuyết Thắm XL. Đen 2X cho em ạ. Chị Anh Hoàng có rồi đúng không? Chị Anh Hoàng, à chị Anh Hoàng vừa đây ghi rồi. Rồi còn chị nào chốt đen không? Để rồi ok chị gái luôn. Lên cho em bán đen. Cho chị cho cô Nguyễn xem bộ. Em đi Nguyễn xem. Ok chị gái luôn. Còn chị nào lấy đen nữa không? Còn màu nào đủ sai không anh ơi? Chị là các chị chốt ba lô đi. Đen 115.4 con cho Nguyễn Ngọc Linh. Ok chị Nguyễn Ngọc Linh có đơn. Đẹp lắm luôn. Nguyễn Ngọc Linh à. Này có chị cái này luôn. Ba lô công chúa Elsa cho chị Anh Hoàng. Ba lô lộn công chúa Elsa ngoài còn không mọi người ơi, cầm đây hộ cái. Em ghi hết đi chỗ này chưa? Rồi ok chốt cho chị Nguyễn Ngọc Linh. Lên số điện thoại cho em nhé. Chị gái ơi lên hộ em số điện thoại nhé. Đẹp lắm. Em ghi chị Anh Hoàng công chúa Elsa. Ba lô công chúa Elsa này 159.000 đồng. Đấy một. Nói chung là mỗi cái còn 2 chiếc. Mỗi cái còn 2 chiếc. Mỗi thứ ở đây ở trong này còn một cái nữa. Rồi cho chị Anh Hoàng. Ok chị gái luôn. Cái này là cái viền của nó này. Các chị nhìn thấy không? Cái viền của nó là có phản quang. Nếu như các bé đi vào buổi tối nó sẽ phát sáng nhá. Nếu như các bé đi vào buổi tối đấy, các chị nhìn này, nó có cái này này, có cái phản quang này. Nhưng mà em chả cần giới thiệu nhiều đâu, hàng đẹp các chị nhận hàng thôi. Con mượn cho em ba lô 110. Đen cho chị Nguyễn Ngọc Linh. Ok chị. Bộ treo đằng sau có 2X không ạ? Có đấy. Đây đây trắng tí nào. Nào lên màu cam màu củng đi. Màu cam xem còn size gì cầm nốt đây đi. Đen size SM á chị, không có SM. Đen còn nguyên L, XL trở lên thôi. Nói chung cái lô này của nhà em ôm là toàn bộ là đấy. Hàng hãng thanh lý. Nhưng mà nó chỉ có size L, XL, 2XL các chị từ 47-48 cân. 47-48 cân chị Hương Phan Thị chốt cái gì kia nhỉ? Chị Hương Phan Thị mình chốt cái gì mà mình lên số điện thoại nhỉ? Chị Vân Huê còn một bộ đen XL. Đen XL chưa cầm vào đây à? XL còn không? Ơ bảo đen XL còn chị Tuyết Thắm này. Em ghi chị Tuyết Thắm đen XL này. Chị Vân Huê một bộ đen XL này. Chị Vân Huê này. Trời ơi. Nào chị nào thích kiểu của em đây. Kiểu những cái dòng mà chị nào thích màu lỗi thì các chị chốt cho em đây 2XL. Đen hết XL, đen hết XL rồi phải không? Mẹ ơi. Đỏ. Đây đỏ xem là bộ nào bóc ra rồi em mặc. Đây đỏ có XL, 2XL luôn. Đẹp quá đỏ. Đỏ cầm hết ra đây đi xem đủ size là. Có đúng một bộ size 2X thôi. Đây các chị nhìn này. Em bao hàng xịn cho mọi người nhá. Con mừng đỏ giúp em 110.000. Các chị lên hộ em mã đỏ. 47-48 cân trở lên nhá. 47-48 cân tùy chiều cao các chị.
lên cho em đến 63-64 cân. Chị nào cao 1m6, ba lô eo da màu hồng cho chị Hương Phan Thị. Em ghi vào đấy đi, Hương Phan Thị không giấu, ba lô eo da màu hồng. Cái cặp thế ghi vào đi, đâu phải lém ra đỡ sức hả. Đây các bác lên cho em đỏ đi, đỏ 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 kèm size cho em nhá. Đỏ có size L, XL và 2XL luôn à. 110.000. Ba lô là của em là 110, ba lô là 159 á. Đó mọi người lên hộ em mã đỏ nhá. Đỏ kèm cân nặng giúp em. Đỏ là có L, XL, 2XL. Đẹp quá mấy chị ơi. Chị nào lấy đỏ lên đỏ giúp em đi. Đi ra ngoài đi con. Chị nào lấy đỏ lên đỏ giúp em nhá. Chị nào lấy đỏ con mừng đỏ giúp em. 110.000. 110.000 bộ đỏ 2X cho anh Hoàng này. Đỏ 2X cho anh Hoàng. Không có 3X, đỏ 2X cho chị Trang Lê. Đỏ 2X cho Trang Lê. Rồi con chị nào lấy đỏ, con mừng đỏ em chào chị Quỳnh Phan nhé. Đỏ em có L, XL và 2XL đang đủ size này. Mọi người lấy đỏ, con mừng đỏ hàng chuẩn size. Các chị mặc size nào các chị cứ chốt size đấy thoải mái luôn. Chị yêu nào lấy đỏ lên hộ em mã đỏ kèm cân nặng. Đỏ kèm cân nặng hộ em. Được chưa? Đỏ, đỏ cho chị Giang Đông một bộ này. Đỏ chị Giang Đông một bộ này. Anh cứ ghi đi. Đỏ cho Giang Đông ấy là ai nhỉ? Đỏ cho Giang Đông này. Đỏ cho chị Huế Vũ này. Cầm thêm đỏ size L vào đây hộ em với. Đỏ cho chị La Hậu bộ này. Rồi. Đỏ cho chị, cầm bộ đỏ vào đây cho em đi. Đem đây em đi chị Tuyết Thắm này. Hay là chị Vân Huê đấy, hai chị đi. Đỏ size L, cầm đỏ size L. Chiều lấy đỏ size L, con mừng đỏ lốt cho em. Đỏ cho chị Huế Vũ có chưa? Chị Huế Vũ chưa đúc túi đúng không? Chị Tuấn Tú Nguyễn một bộ kìa. Lên số điện thoại cho em. Ơi. Mẹ đang bán hàng con. Đỏ cho chị Thùy Dương một bộ này. Đây cho chị nào đây này. Size L đây cho chị Huế Vũ này. Con đi ra ôm hàng đây cho mẹ đi. Có chứ. Rồi ôi bán online này mà các chị không bắt xếp thì em tăng bằng cái gì, em sống bằng cái gì các chị. Xếp 30.000 toàn quốc nhá. Đỏ đấy đi. À, đỏ, ôi đấy thì nhiều với chốt đỏ. Đỏ xanh L cho chị nào ở đây nhỉ? Em ghi đến chị nào được, chị Tuấn Tú Nguyễn này. Chị Tuấn Tú Nguyễn này kia có đơn thì cho chị Thùy Dương đi. Rồi, cho chị nào với này. Cho chị nào với này. Cái này còn toàn L với XL chị. À, cho chị Ngô với một bộ này. Cho chị Nguyễn Ngọc Linh một bộ này. Chị Thùy Dương có rồi. Đỏ, đỏ cho chị Hà Lê một bộ này. Đỏ cho Hà Lê một bộ này. Rồi, kéo lấy đỏ lên đỏ giúp em nhé. Hay là em thích ở đâu rồi nhớ nhỉ. Còn bộ lâu, lâu hết rồi, lâu lên rồi đúng không? Đỏ lên rồi. Rồi các chị ơi, còn muốn lên cái gì nữa nào? Còn muốn lên cái gì nữa nào? Lấy đỏ lên đỏ nhá. Rồi xả tiếp. Xả tiếp tiếp cho các chị yêu cái mẫu này. Còn 4-5 cái đây. Bé trai 7 tuổi chị like nhiều quá. Hôm nay không like đâu. Cái mã này các chị lên cho em trắng. Size từ 50 cân đến 65 cân. Mọi người chốt được trắng. Muốn mua không có 70 cân. 70 cân có đúng một bộ đấy đâu. 70 cân có đúng một bộ 4XL đâu. Cho em cho chị áo ba lỗ đang mặc 50 cân. Áo ba lỗ đang mặc nhưng mà không còn nào. Mẹ ơi, mẹ không làm bông quả bé. Áo ba lỗ đang mặc size L, em tìm đi size L bây giờ lấy màu này được không chị ơi? Áo ba lỗ này của em là hàng tan tan này. Được chưa? 50.000 đồng ạ. Form nó đẹp lắm. Em XL không không còn ạ. Cho chị Ngô Huế lấy một bộ này đúng không? Cái áo à, hôm nay chuyển sang học tối rồi, quên. Hôm nay chuyển học tối. Ở chỗ trung tâm anh, trung tâm cái gì kia gì? Trung tâm Trạng Nguyên kia gì, học tối rồi. Cái này các chị lên trắng cho em nốt cho các chị này 58.000.
đẹp lắm, trắng. Ba lỗ màu cam size L hết hết ba lỗ rồi chị ạ. Ba lỗ đây còn toàn là size L của toàn tím than thôi. Ba lỗ này còn toàn tím than, 40 cân thì có hàng ạ. Chị nào lấy trắng lên trắng, à chị nào lấy trắng lên trắng, cái này em chỉ còn là size của nó từ M trở lên thôi. Chỉ từ 50 cân đến 65 cân thôi, các chị chốt trắng cho em. Cái này dáng công sở các chị mặc được này. Nói bé thôi nào, lên cho em má trắng. Trắng em còn 4-5 cái đây các chị, 4 cái, chốt nốt cho em với nào. Trắng 58.000 đồng một cái. Trắng 58, mọi người chốt trắng cho em. Trắng 58, trắng hơn trang vàng. Ừ, lên cho em trắng 58.000. Ủa, tào mùi mùi mấy cả lên. 40 cân có hàng, chị đợi em tí nha. Lên cho em mã trắng 58. Trắng 58.000, mọi người chốt trắng hộ em cái. Chốt là em trắng 58.000. Đâu có mấy bộ lanh đâu, mang nó thì chị xả luôn. Mấy bộ lanh này em xả lốt cho chị luôn. Áo bé trai còn trắng cho chị lò thợi một cái 58. Áo bé trai cho em xin áo có cổ. Chú anh Phạm còn bộ nào 2X không? Anh ơi, ở xem ở ngoài đấy còn bộ nào 2X không? Ui tiếp với cả tay này bà ơi. Còn bộ nào 2X? Cái mẫu này của em là còn từ 55 cân đến 62 cân. Không có size bé nha. Màu này lên cho em là lanh hồng. Xả cho các chị 49.000 đồng cả bộ luôn. Trắng cho chị Anh Hoàng. Trắng cho Anh Hoàng một cái. Chú ý nghe được điện thoại đi, gọi điện mới cho mấy đặt hàng nha. Đơn này các chị ơi, đơn này nhà em dồn vào đơn buổi tối nhá. À, bộ đỏ bao nhiêu cân chị ơi? Bộ đỏ bao nhiêu cân là chị Trang Hoàng? Chị Trang Hoàng lấy bộ đỏ bao nhiêu cân? Chị Trang Hoàng ơi, lấy bộ đỏ bao nhiêu cân đấy? Bộ lanh này còn mấy bộ? Em bảo lấy cái gì thì lấy. Anh xem còn bộ nào hay không cho mọi người đủ đơn đã. Trắng cho chị La Hợi có chưa em? Trắng cho chị La Hợi chưa có này. Ok chị gái luôn. Em phải sao bước xuống đấy. Đen có cho chị. Đen 2 bộ XL này vừa đấy chị nào chốt nhỉ? Trời ơi em để lúc đấy thì tay chị nhìn thấy. Đen. Đen là cái gì đấy nhỉ? Bộ lanh cho chị lò thợi một bộ này. Lanh này em chỉ còn size bé, lanh này chỉ còn size to thôi. Trời ơi cái bộ đen này em còn 2 bộ size XL ở đây. Cho chị Vân Huê vừa nãy ghi chưa nhỉ? Đen còn 2 bộ size XL ở đây này, mọi người chốt bộ đen của em với 110. Mọi người lên cho em mã này luôn á. Mã này lên cho em bộ lanh 49.000 đồng. Nhưng mà chỉ còn size to em mặc bị rộng này. Thấy chưa? 55 cân cho các chị đến tầm 60 cân. Chị nào cao ấy, cao tầm 1m6 thì các chị chốt 62 cân thoải mái nhá. Đó, rất là đẹp luôn, xả 49.000 đồng. Lanh này không co nhăn nhầu đâu. Comment cho em mã này luôn ạ. Cặp đằng sau của em là 159.000. Lên cho em mã bộ lanh 49.000 đồng một bộ lốt. 49, mọi người chốt bộ lanh hộ em cái. Chốt bộ lanh hộ em cái. Chốt cho em mã bộ lanh nhá. Bộ lanh hồng 49.000. Đây chị nào vừa nãy chưa chốt được cái bộ này lên lại với em mới nhá. Lên lại với em. Chờ lên lại của em bộ đen này. Bộ đen của em là giá là 110.000. Bây giờ em còn size L và size XL 59 cân đổ về. Được chưa? Chị nào chốt bộ đen lên lại bộ đen của em. Lên lại của em mã bộ đen. Bộ đen là 110.000 nhá. Đấy bây giờ em có size L và size XL. Chọn bộ lanh cho Nguyễn Kiều này. Lanh cho Nguyễn Kiều này. Rồi chị nào lấy bộ lanh lên bộ lanh. Đây chị nào chốt bộ 2X em còn 2 bộ này thôi. Đem 50 cân cho chị Trang Hoàng này. 50 cân cho Trang Hoàng. Ok chị Trang Hoàng có 110.000 này. Đem XL tiền xanh rồi. Ok chị gái. Bộ lanh cộng bộ đen cho chị Trần Hương. Bộ đen xa XL đúng không chị Trần Hương này. Chị Trần Hương này. Trần Hương cộng bộ lanh nữa này. Ok chị Trần Thương này. Cái này là để xả cho nó hết hàng á. Rồi. Ok cô Nguyễn Sen. Lên số điện thoại đi cô. Nếu mà gửi ship là phải lên số điện thoại. Để bọn nó gọi điện chốt đơn. Lanh có size nhỏ. Lanh còn. Đợi em tí em lên tiếp bộ lanh cho đây cho cô Nguyễn Sen này. Đây em còn bộ này 2X này. Chốt nhanh. Bộ lâu 2XL này. Có một bộ thôi 110.000. Rồi ok chị Trang Hoàng lên cho em mã này luôn. Lên hộ em mã này luôn bộ lâu này. Chị nào lấy bộ lâu comment bộ lâu nhá. Lấy lâu comment lâu giúp em.
lâu bộ lanh 49 nghìn cho chị bé xíu mà còn không? Bộ lanh đấy, bộ đi o hết chưa mọi người ơi? Bộ đen 110 nghìn, chị bé ly lấy size bao nhiêu cân đấy chị? Chị bé ly bao nhiêu cân đấy ạ? Bộ lâu 2XL này, bộ lanh dồn đơn cho chị Oanh sạc. Hình như bộ lanh này hết rồi đúng không? Bộ lanh em hết rồi nhá. Có chị nào bộ lanh mà đơn 1 không nhỉ? Có chị nào bộ lanh đơn 1 không? Để em ghi thêm nào. Bộ đen các chị trả rồi này. Đây là chị bé đi lên bao nhiêu cân bộ lâu cho chị Trần Thương bộ này. Rồi, Trần Thương có đơn rồi đúng không? Rồi, tiếp tục cho em bộ này lên bộ cam. Nghe được điện thoại chốt được hàng chính xác mới đặt nha các chị nha. Bộ lâu 2X hết chị Nguyễn Nga. Đây là còn một bộ cam. Cam 2X. Cam 2X. Còn bộ đen này. Còn bộ đen này. Lâu 2X hết chị Huy Nguyễn, còn cam thôi. Còn cam, còn đỏ thôi. Còn cam, còn đỏ, còn hồng 2X này. Hồng này còn chưa lên tí nào luôn ấy. Lâu 2X hết rồi, còn màu cam cam này thôi. Màu cam này là màu cam đang treo tường ấy. Màu này lên cho em màu cam nhé. Cam 2X. Cam 2X lâu hết rồi chị Oanh Phạm. Cam 50 cân này. Cam 50 cân cho Trang Hoàng này. Ok, chốt cho Trang Hoàng này. À, anh Hoàng hay sao chứ nhỉ? À, Trang Hoàng. Chị Trang Hoàng lên số điện thoại cho em phải nhìn lấy nhé. Cam chị lò thợ 54 cân. Cầm cho em thêm màu cam size L vào đây với anh ơi. Cam đủ màu đủ size vào đây cho em. Em ghi cam lâu lâu hết rồi, còn cam này thôi. Còn cam 2X này, hồng 2X này, hồng để đi xem này. Đỏ, đỏ còn chị nào chốt không? Đen vẫn còn màu một bộ này. Đây hồng, các chị lên hồng cho em. Lên hồng giúp em này, đẹp quá. Hồng, cam 2X cho chị Huy Nguyễn. Màu cam này cũng đẹp mà. Màu cam này cũng đẹp. À đây còn một bộ màu cam vừa nãy cho chị nào đấy nhỉ? Đây cam chị Huy Nguyễn này. Vừa nãy chị bảo chị em ghi cam của ai nữa đấy. Cam cho lò thợ này, ok chị. Đẹp lắm chị gái ơi. 59.000, à 110.000 một bộ này. Đó. Đây cho lò thợ này. Rồi đợi em đang lên bộ lanh cho. Chị nào lấy hồng cho mình hồng, hồng có đến 2X không? Hồng có L, XL và XL, 2XL nhá. Hồng thì có L, XL, 2XL. Hồng đang đủ size. Gặp anh chị. Lên cho em hồng 52 cân mặc size L giúp em nhá. Chị nào chốt hồng cho mình hồng này. Chị nào lấy hồng cho mình hồng, hồng nó đẹp chưa? Lấy hồng cho mình hồng này. À, bộ đen cho chị Trần Lợi này. Trần Lợi đen này em này. Lên cho em hồng đi, chị lấy hồng con mình hồng nhá. Chị lấy hồng con mình hồng giúp em. Chị lên hồng giúp em này. Xả cho các chị còn 110.000. Để cho hồng 2X cho luôn Nguyễn này. Bộ đen chị bé ly có chưa? Billy. Đen cho chị Billy một bộ này. Đen cầm cho em đen size L vào đây với anh ơi. Hồng 2X cho chị luôn Nguyễn này. Ok chị luôn Nguyễn này. Rồi, chị nào lấy hồng lên hồng nhá. Em ghi cho chị Billy một bộ đen đi. Đây là. Rồi đây là lên cho bộ mẹ này. Còn một bộ này lót 60.000. Chốt hộ em mã bộ mẹ nhá. Chốt hộ em mã bộ mẹ này. Con này là 55-60 cân. 50-60 cân bộ mẹ này. Các bà mặc rộng tím được. Chị yêu nào lấy bộ mẹ này, chốt hộ em mã bộ mẹ. Bộ mẹ lót 60 nhá. Bộ mẹ lót cho các chị 60.000. Mọi người comment hộ em mã bộ mẹ đi, 50-60 cân cho các cô nhé. Chị yêu là lấy bộ mẹ lên bộ mẹ 60.000. Cái bộ này lót cho chị 50 này. Bộ này lót cho chị em mình 50.000 này. Bộ này của em là size thì lên size. Con này size 50-55 cân lên cho em mã tim. Tim 50.000 lốt. Mẹ cho chị lò thợ. Ai bảo đỏ đen cơ mà. Đen size L cơ mà. Mẹ cho chị lò thợ. Lanh hồng hết rồi chị nhường còi. Bảo lấy bộ đen là mọi người nghe nhầm à. Lâu này còn size L này. Đen cho chị nào lên tên Billy này. Đen còn size L mọi người lên đen nốt đi. Bộ 50 cho chị lò thợ này. Cái này là 50-55 cân thôi nhá chị lò thợ ơi. 50-55 cân nhá. Hồng lấy size bao nhiêu chị luôn chị Tú Anh Nguyễn. Hồng lấy size bao nhiêu đấy chị Tuấn Tú Nguyễn. Bộ mẹ hết chị ơi. Còn lâu thôi. Đen đen còn 2L nữa này. Lên đen 3 bộ. Cái gì? Cái gì đấy?
Đây bộ đỏ này, cho chị bộ đỏ kia xem là còn size gì nào. 50.000. Lên xem bộ lanh đỏ, chất lanh nó đẹp như này mà nhà em có dã man luôn ấy. Lại xả. Bộ 50 cân, 50.000 hết chị Mai Nguyễn. Đây cái này là bộ khóa này. Cái này các chị cứ tầm 46, 47 cân trở lên cho đến tầm 5. Đấy các chị nhìn thấy nhà em vô thì hôm nay. Mọi người ơi, mọi người còn ở đấy không? Mọi người còn ở đấy không? Mọi người ơi, còn ở đấy không? Mạng nhà em nó vừa bị đẩy ra. Mọi người còn đấy không? Chấm chấm cho em xin chấm nào. Mọi người còn ở đấy không ạ? Chấm cho em xin một chấm. Chán thế, không biết được cái mạng này. Mọi người còn ở đấy không? Cho em xin một chấm nào. Rồi ok mọi người, cảm ơn các chị. Cảm ơn chị Lê Thùy, chị Mai Quyên, chị Thùy Trang cũng có thấy đấy. Có thấy chị Trần Thương. Đấy lại đứng đơ màn hình ra rồi đây. Em chuyển hết những cái máy đấy sang VNPT đi. VNPT bây giờ cũng sang gói cao rồi đấy. Mờ quá à rồi. Chuyển hết cái kia sang VNPT đi. Những cái máy ở ngoài đấy cho hết sang mạng VNPT nhá. Không biết kiểu gì luôn á các chị. Được rồi ok chị. Đây chị là chút lanh đỏ, con mừng lanh đỏ em chào chị Thanh Nga. Bộ hồng 53 cân á. Bộ hồng 53 cân cho chị Tuấn Thanh Nguyễn này. Ok chị. Đây cho chị Tuấn Tú Nguyễn chứ. Tuấn Tú Nguyễn không giấu này. Nhìn vào đấy nhá, không là nhiều khi là chị đọc nó nhầm đấy. Xem dép bé chị Mai Quyên này, dép em lên rồi. Lanh đỏ, lanh vàng nó chị Quang Lê 47 cân. Ok chị Quang Lê này 50.000 một bộ. Cho Quang Lê 2 bộ này. Rồi cho chị Quang Lê rồi còn một bộ đỏ cuối cùng. Chị Quang Lê lên số điện thoại đi. Chị Quang Lê lên em số điện thoại. Lanh đỏ 60 cân không còn đâu chị. Đấy này 53, 55 cân đổ rồi. Đối với chị nào cao, chuẩn sai ấy. Còn sông ở trước đến 53, 54 cân. Bộ đỏ này của em là còn size 50 đến 55 cân này. Ship toàn quốc là 30.000 một đơn hàng. Nhá, ship toàn quốc là 30.000. Chị nào chốt đỏ này, con mừng đỏ của Tama. Được rồi, ok, em cảm ơn chị gái. Chị nào chốt bộ đỏ Tama này, xả đốt cho chị 50.000 này. Toàn xả thôi. Buổi trưa này nên là nhiều khi em không muốn chốt hàng buổi trưa thế nào. Lanh vàng hết, chị Ngô Huế. Thế này các chị lên cho em má này luôn nhá. Bộ lanh cho sang đấy. Các chị lên cho em má bộ Tama đỏ. Tama đỏ, xả 50.000. Xả 2x à. Bộ này thì có đến 60 cân này. Bộ này có 60 cân này. Chị nào chốt lanh xanh ô này, con mừng xanh ô. Con mừng cho em mã xanh ô 50.000 một bộ. 45 đến 60 cân. Chị nào chốt xanh ô, con mừng xanh ô giúp em. Mỗi chị vào mai chấm lại cho em xin chấm nào. Bộ 50 cho chị Mai Nguyễn này. Đây đúng không? Da ma này đúng không chị? Cái này là vải lụa nhá, không co nhân nhầu. Xem áo hip hop á chị. À áo hip hop em còn đấy. Đây cho chị Mai Nguyễn này. Chị Mai Nguyễn này có đơn chưa? Lên cho em mã xanh ô kèm cân nặng giúp em. Xanh ô kèm cân nặng, cặp kéo bé gái á. Cặp kéo bé gái rồi chỉ còn mỗi cái hình mini no như thế hết rồi. Không về nữa rồi chị ơi. Rồi các chị lên cho em mã này luôn là xanh ô kèm cân nặng luôn em nha. Rồi đây còn một cái bộ đỏ này, đỏ sắc nách này 50.000 này. 55 cân đổ về. Chị ở đấy đỏ sắc nách này, con mừng đỏ sắc nách cho em. Con mừng hộ em bộ đỏ sắc nách này. Các chị lên cho em đỏ sắt nách 50.000 nhá. Lên cho em mã đỏ sắt nách 50.000. Chờ chị nào lấy đỏ sắt nách, con mừng đỏ sắt nách cho em. Sáng kia nhận view đang cao, tự nhiên nó tụt luôn. Nó bị down out ra một phát là tụt luôn view à. Có bộ hồng ở đây còn bộ hồng là sai gì rồi tí để ra cho chị cái áo hip hop bé vào đây, áo hip hop cổ tròn đấy. Áo trắng cho bé đi học các bình thường live suốt buổi tối ấy chị. Còn chị nào chốt váy 25.000 này không, lên trên váy 25.000 nhá. Lên trên váy 25.000. Quần bò bé trai 12 cân đó chị. 12 bé trai 12. 12 tuổi à? Bình thường em hay live buổi tối lắm ấy. Rồi em còn một cái sóc trắng này lót 45.000 này. Ôi dồi ôi chất liệu của nó này. Gió giãn nhá, nhẹ tênh luôn ý. Con này là 50 cân đổ về. 40 đến
50 cân, chị nào chốt trắng có mượn quần trắng cho em xả luôn 45.000 nhẹ lắm luôn. Chị nào chốt má trắng này có mượn trắng đây lên bé trai rồi ok chị. Chị nào chốt trắng có mượn trắng. Đợi em một tí em ra lên đủ hàng cho mọi người. Váy bé chị chịu liên liên. Váy bé đốt 25.000. Rồi chị nào chốt trắng có mượn trắng. Cái này là bộ trung liên nhá. Cái này bộ hơi trung này. Áo yêu của bé nó sẽ hết rồi. Cổ tròn mà. Vâng. Làm gì mới hết được. Cái trên giá là cái to. Không. Cái không cái không bé. Phải cái trên giá mà cái ở dưới mà. Hết rồi. Hết rồi á. Thế cho chị cái áo đuôi cổ bé ở trên bé kia nè. Cầm nốt đây chị xả nốt 34.000. Cái này các chị lên cho em mã này luôn này, đỏ đẹp cho em. Size L này. Đấy, đỏ đẹp size L 47 48 cân đến tầm 48 cân đi đến 54 cân. Mọi người chốt cho em mã đỏ đẹp. À, bộ xanh ô 53 cân cho chị Tuấn Anh Nguyễn. Ok. Xanh ô chốt cho chị à. Chốt cho chị Tuấn Tú Nguyễn này 50.000 nhá. Lên cho em mã bộ này là bộ đỏ đẹp. Rồi chị nào chốt quần trắng lên quần trắng đi. 50 cân đổ về xả lốt 45.000 nhẹ tách luôn ấy. Đây. Chị lấy quần trắng này lên cho em mã quần trắng nốt 45.000. Nốt 45. Mà còn nốt lốt cái áo đúng này xả lốt ra chị này. Nó lẻ sai quá rồi. Cái bộ đấy cho chị Thanh Anh cái gì đây? Tuấn Tú Nguyễn. Đấy chị Triệu Liên Liên. Rồi lên cho em mẫu này còn một cái. Mẫu này em còn một cái. Size này tầm 22-23 cân. 23 cân. 22-25 cân ấy. 22-24 cân cho nó đẹp. 22-24 cân. Mã 24 đi các chị ơi. Mã 24 đi. Nốt cho các chị 55.000 này. Mã 24. Chị nào chốt mã 24 này comment 24 55.000. Chị nào lấy 24 comment 24 nhá. Cái quần đùi vải của nữ còn nguyên size S phải không nhỉ? Còn màu gì nữa nhỉ? Còn quần đùi không hay hết rồi. Trắng đây, quần trắng đây đúng không? Chị Quang Lê lấy quần trắng này đúng không? Mã 24 rồi ok, chị Quang Lê có mã 24 này. 55.000 này. Mã 24 là chị Quang Lê này. Rồi tiếp cho em mã này. Để em xem cái mã cô gái này xem cái mã 55, mã 24 chị đi đi hết rồi. Tốt sang mã khác đi. Cái áo Mickey có nó cầm đâu đây nè. Cái áo này có từ 14 cân này. 14 cân đến 24 cân. Đây nhá chị ơi, chốt sang cho em mã cô gái này đi. Chốt cho em sang mã cô gái này đi. Mã cô gái 49.000. Toàn bộ là vải đuôi đẹp lắm. Chị nào lấy mã cô gái này lên hộ em mã cô gái nhá. Cô gái 49. Chị yêu nào lấy cô gái comment cô gái giúp em 49.000. Giới thiệu cô gái 49. À không, bé trai nữa kìa. Ok chị. Cô gái 49. Mã cô gái hồng nữa này. Cô gái hồng. Cô gái hồng này size 18-20 cân. Lên cho em mã 17-20 cân. Mã cô gái hồng. Cô gái hồng này cũng 49. Chốt lốt giúp em mã kèm số điện thoại nhá. Mã kèm số điện thoại. Đã cho chị cái đấy rồi. Đấy, nước cho chị xin không nước nhá. Đây lên cho các chị mã này 30 cân. Đây đợi cho em một tí xem lên cho các chị mã này. Cái này em có từ 18 cân này. 18 cân này. 17-18 cân đến 35 cân. Mã cô gái cho chị Vân Lương. Cô gái 24 cân đấy đúng không chị Vân Lương? Cô gái trắng nha. Ok cô gái cho chị Vân Lương này. Má trắng cô gái 21 cân cho chị Trang Lê này. Ghi đi cún ơi. Trắng cô gái chị Trang Lê thế này. 21 cân trắng cô gái cho hết rồi. Còn hồng thôi chị Trang Lê lấy hồng nhá. Chị Trang Lê lấy hồng giúp em với. 21 cân chị lấy sang hồng giúp em với nhá. Lấy sang hồng giúp em với. Hả? À? Ok, hai bé lớp 2 rồi. Ok, chị Sa Tin Thị. Em ghi luôn số điện thoại ra đi. Tại vì cái chị này khó. Bình nước không biết để đâu nhỉ. Cái mã này các chị lên Mickey vàng. Cô gái 20 cân hồng cho Hoa Bùi. Chị Hoa Bùi này có đơn chưa nhỉ? Chị Hoa Bùi một cái 49.000 này. Thôi chị Hoa Bùi này. Chị Hoa Bùi lên số điện thoại cho em. Con áo này nó là form đắng rộng các chị em này. Nhìn này đẹp chưa? Con này em bán 49.000. Mã Mickey vàng. Size đến 35 cân.
Mười hết chưa? Ở ngoài hết chưa? Nhưng mà chị ơi, chị cô gái này chưa được chưa? Mấy cái vàng á? Em không lấy hàng nữa thì hết hàng ạ. Cô gái không còn hai, cô gái 24 cân là chị Vân Hương chút trước rồi mà. Cái mã này mọi người lên cho em Mickey vàng đi, sao đến 35kg này. Trời ơi các chị nhìn may này, đẹp lắm. 49.000 Mickey vàng nhá. Chị yêu nào mình lấy Mickey vàng, có mình Mickey vàng. Cái số của chị kia ghi luôn trốn thoại ra chưa? Chốt hộ em mã Mickey vàng, kèm cân nặng vào đấy cho em. Mickey hồng nữa này, 49.000. Cái này là sơ mi vải đúng nhé. Cái này là sơ mi vải đúng. Đây dặn em tí cho em uống nước, lấy nước xong rồi em lấy đồ lam vào cho các chị. Được chưa? Mickey vàng 29 cân cho chị gì á? Dạ, Liên, đặng Liên. Ok, 29 cân này. Cho chị Liên, đặng chị Liên à. Liên, đặng chị Liên, ok chị gái. 49. Chốt cho em Mickey vàng và Mickey hồng nhá, 49.000. Mọi người lên mã thôi em, mã Mickey vàng và mã Mickey hồng 49 này. Đẹp quá mấy chị ơi. Mickey vàng, Mickey hồng 49. Cho 49.000. À, bộ hồng lửng chị không lấy nhé. Ok chị gái luôn. Hồng lúc nào không lấy cái gì bây giờ em không nhớ được đâu. Lúc nào chốt đơn bảo các bạn ấy trả ra thôi chứ bây giờ em chịu. Bây giờ là em xin phép. Rồi còn Mickey vàng và còn Mickey hồng nha. Còn Mickey vàng và còn Mickey hồng. Cái này sale lốt đã chị luôn 80.000. Nhưng mà còn nguyên size đại thôi, 70-80 cân. 70-80 cân áo chất đẹp lắm. Xả lốt đã chị 70.000 đúng không? 70.000 các chị chốt cho em mã 70 trắng. Mã 70 trắng. Chị yêu nào lấy mã 70 trắng này comment 70 trắng hộ em cái. Lên hộ em mã 70 trắng này. Lên hộ em mã 70 trắng cho em xin cái cốc và cho em xin cái áo bé trai mà cái mẫu màu tím than kìa. Mickey vàng cho chị Trang Lê 30 cân. Ok, Mickey vàng cho chị Trang Lê 30 này. Rồi, chị nào chốt cái mã trắng 70 này, con mình trắng 70. Trắng 70 chắc đẹp, ơi là đẹp luôn. Giờ còn nguyên màu trắng 70-80 cân nhá. Chốt cho em ạ. Chị ở đâu ấy, tỉnh nào? Nghệ An à, chị Nguyễn Hương Hiến. Bây giờ có 6 tỉnh không ship được nhá. Là Nghệ An này, Nghệ An này, thành phố Hồ Chí Minh này, Bình Dương này, Bến Tre này, Đồng Nai. Đây cái áo này của em còn 14 cân này, 14 cân cho các chị gái đến, cho các bé đến tầm khoảng là 24 cân. Thôi chốt đến 22 cân nữa thôi, chắc chỉ còn đến 22 thôi. 14 đến 22 cân chốt giúp em mã này luôn, em thanh lý 34.000. Chất đẹp lắm luôn. Nghệ An đúng rồi, Nghệ An vừa, Nghệ An mất, bị mất 5 ngày đấy chị. Nghệ An hôm qua là vừa công bố 5 ngày. 5 ngày là sẽ không. Mickey vàng 20 mấy cân đấy chị. Chị Billy 2 mấy cân đấy. Mickey vàng 2 mấy, 21 phải không nhỉ? Chị Billy này. Mình hỏi bộ lúc nãy size 2X cho mình bao nhiêu cân nhỉ? 2X của em là nó rơi vào từ 60 đến 65 nhá. Đấy là chuẩn size. Đấy chứ ạ, nó co giãn thì các chị cứ dao động tầm đấy. Chị nào thấp quá thì không chốt đến 6-5 cân mà chỉ chốt tầm 6-3 cân thôi chẳng hạn thế. Ok, chị đi 29 cân thì bỏ lại cái size này đi. Chị lấy size đấy, size của mấy đây? Đây, cho chị đi đi, ok chị gái luôn. Rồi, các chị lên tiếp xem má này luôn, 34.000 nhá. Chất đẹp lắm, chất còn toàn bộ hàng Quảng Châu, chất cốt tông đuối này. Mọi người nhìn thấy không? Chất cốt tông đuối em xả các chị 34.000. Mọi người comment cho em mã này là mã 34. Các chị gái ơi, đơn này em dồn vào đơn tối, xong ngày mai nhà em gọi đơn điện cả thẻ nhá. Nếu như chị nào muốn gọi điện luôn thì comment cho em là gọi luôn. Tức là tối các chị không có nhu cầu xem thêm thì nhà em sẽ gọi luôn. Được chưa? Lên cho em mã 34. Hàng Quảng Châu đấy, bây giờ xả 34.000 đồng cho mọi người. Chị nào lấy mã này comment mã 34 giúp em. Lên hộ em mã 34. Được chưa? Chị nào lấy 34 comment 34. Em sợ là đi đơn rồi, chị Hoa Bùi ơi, thế thì đi đơn rồi. Đơn của chị Hoa Bùi nhặt chưa mọi người ơi? Nhặt hết rồi. Tối cứ tầm 8 rưỡi em like nhá. Tầm 8 rưỡi em like. 8 giờ 35, 36 em bắt đầu like. Thế chị làm chốt cái áo này lên cho em áo 34.000. Hôm nay em đang cầm cái áo gì vào đây đúng không? Mickey Hồng rồi đơn với Hoàng Hoài á. 30 cân. Chị Hợi Dương, em đi Hợi Dương rồi đơn Hoàng Hoài. Hãy dương đồ đơn hoàng ngoài. Ok chị.
49. Rồi, chị xem là còn ít áo phông nào không anh ơi? Còn ít áo phông là mang xả lốt đi. Áo phông với quần áo lưng ấy anh ơi. Quang lên được không? Lanh đỏ. 60 cân. À, thế này là lanh hồng chứ gì có lanh đỏ. Không có. Còn quần đùi không em? Đây, bây giờ để em lên tiếp nha. Cái áo đen này, các chị lên cho em áo đen hip hop này. Con này size 55 đến 65 cân. Đen hip hop, con mừng cho em áo đen hip hop. Em bán nó các chị 39.000 đồng. Đúng một cái sót ở đây thôi. Nha, đúng một cái sót ở đây. 55 đến 60 cân mã đen hip hop xem 39.000 đồng nó. Trời ơi cái chất này. Trời ơi cái chất của nó này. Cho chị xin như thấy công chúa đỏ cái nào chị sale luôn à. Cho các chị em mua cho các con đi đầu năm học cũng kịp không nhỉ? Chắc là vẫn kịp đến mùng mai. Hôm nay này còn ăn bọn lớp 1 đi tập trung hôm nay phải không ạ? Chắc vẫn kịp đúng không? Đen cho chị Trang Nguyễn này. Chị Trang Nguyễn là mình có một đơn chưa nhận hàng đúng không? Ngày hôm báo phát đơn của chị Trang Nguyễn đấy, chị chưa chưa chị Hướng? Chị Trang Nguyễn thấy biêu tá nào báo hôm ấy chưa? Cho chị Trang Nguyễn với chị Mai như thế này. 391 à. Đây cái này các chị lên cho em công chúa đỏ, cái này đẹp lắm. Cái này các chị mua cho bé nào đầu năm học mới đi diện này. Được chưa? Cái này các chị lên cho em. Đâu? 50.000. Bộ đỏ size XL như bé. Cái này các chị lên cho em mã này luôn này. Chỉ có lanh hồng là còn size to này. Mấy cả chị ra tìm đi. Ra ngoài tìm xem còn bộ nào không. Rồi ok chị. Lên hộ em mã này luôn là công chúa đỏ. Sao mà ở đây Hà Nội thật lâu thế không em. Lên cho em mã công chúa đỏ giúp em. Công chúa đỏ em bán các chị lốt giá 58.000 đồng. Giá cho size 10 đến 18 cân. Mã bảo size gì? 10 đến 18 cân. Con mừng công chúa đỏ lanh là phải mặc rộng. Chứ lanh không mặc được chật. Cái chỗ thừa thì giờ thôi. Mai ơi, từ lần sau chị bảo này, cái đơn mà em gọi xong ấy, em gạch cho chị để gạch đi nhá. Không nhiều khi là nó rơi ra này, không biết là cái đấy. Áo đang mặc 50.000 chị. Anh ơi, cho em xin quần đùi nữ với lại áo phông nữ đi. Em ra xem cái áo hoa cúc nắng rộng còn không. Cầm nó đầy xả lốt nhá, áo hoa cúc nắng rộng các thứ luôn. Công chúa đỏ kèm cân nặng đấy cho em 58.000 đồng. Các chị nhìn này, hàng này của em nó là hàng của Sushi á. Cái lớp lót của nó rất là đẹp luôn nhá. Đây này, lớp lót này. Đẹp chưa? Toàn bộ lớp lót lụa thôi. Con mượn công chúa đỏ cho em bên xả 58 này. Xả 58 này. Ok, chị Hoàng Hoài lấy bé bao nhiêu cân đấy? Cái này hàng có size nhá. Hàng này là có size. Mọi người lên hộ em công chúa đỏ kèm cân nặng. Anh Đức đứng lên lấy hàng đi đã anh Đức ơi. Lấy cái gì vào đây để bán đấy cứ đứng không à. Công chúa đỏ chị Lấm Na lên cân nặng, chị Hoàng Hoài lên cân nặng cho em. Cho em còn ít áo không dáng rộng để em xả lốt các chị 38.000 này. Lên cho em mã hoa cúc kèm màu này. Mã hoa cúc kèm màu cho em 65 cân đổ về nha mọi người ơi. 38.000. Ok chị Hoàng Hoài có 14 cân này đấy, hàng nó có sai mà mọi người ơi. Có sai. Công chúa đỏ không có 25 cân đâu. Không có 25 ạ. Em chỉ có đến 18 cân thôi. Nhận hàng mình đặt đơn chưa shop ơi. Đơn qua đặt gọi điện chốt đơn rồi là đi đơn rồi. Nhá, gọi điện chốt đơn rồi là đi đơn rồi các chị gái nhá. Lên cho em mã hoa cúc này. Hoa cúc cho em có kèm màu các chị ơi, 38.000 một áo. Chất đẹp lắm luôn các chị nhìn chất này. 38.000 một áo. Cái này em có màu đỏ, màu chị Lấm Na là 16 cân. Ok, chút chị Lấm Na một cái 16 cân này. Chị Lấm Na một cái này. Công chúa đỏ 14 cân rồi ok chị gái này. Ok cho chị Đặng Liên này. Này. 14 cân này. Con mừng cho em công chúa đỏ nhá. Em xả 58.000 đồng. Rồi cái này lên cho em áo hoa cúc đi. Có màu đen hay không đây. Hoa cúc bây giờ còn mỗi hai màu nữa các chị ơi. Màu đỏ màu trắng. Màu đỏ màu trắng nhá. Hàng chiều xem live. Chiều nay xem live thì dồn vào đơn tối. Ngày nay nhà em gọi điện chốt đơn cả thể luôn. Đó. Đẹp chưa? Chiều đấy trắng lên trắng. Trắng lên trắng, hoa cúc trắng.
Áo hoa cúc size 65 nha. Trời ơi đẹp quá. Áo hoa cúc trắng, hoa cúc đỏ này. Các bác lên cho em ạ. Chưa thấy shop gọi chị Linh Phan. Chị Linh Phan đơn hôm nào? Chị Linh Phan ơi, đơn trưa này rồi mà đơn tối. Chị Linh Phan có đơn hôm nào đấy? Chị Linh Phan lên xem trên số điện thoại nào. Em xem váy công chúa em lấy xỉ à? Ok chị. Chị Linh Phan ơi, lên cho em xin số điện thoại nào. Đẹp quá. Chốt cho em mã bộ này đi. Em ơi cầm cho chị nhớ cái bộ mà hôm nọ chị vừa mặc không? Có quần dài đây này. Chiều hôm qua đặt 3 món rồi, lên cho em xin số điện thoại ạ. Lên cho em đỏ, đỏ, hoa đỏ, hoa cúc đỏ và hoa cúc trắng nhá. Lốt cho các chị 38.000. Rất là đẹp luôn. Hoa cúc 38.000 thôi. Đây còn lần này cái, đúng lần này cái này. Chốt luôn. Có 38.000 thôi. Hoa cúc màu trắng cho chị Vân Huê. Ok, chốt cho chị gái Vân Huê một cái hoa cúc này. Hoa cúc trắng cho chị Quỳnh Như một cái này. Ok, chị gái Quỳnh Như em hết trắng nha. Em hết trắng nha. Chị Quỳnh Như có đơn rồi đúng không? Rồi, hoa cúc màu đỏ rồi, đơn tối qua cho chị Phạm Anh Nhi này. Hoa cúc trắng hết rồi chị Phạm Quế. Cho chị Phạm Anh Nhi. Anh ơi, hoa cúc ở ngoài là hết rồi phải không? Không phải mẫu này. Kia chị Vân Huê này, chị Quỳnh Như một cái hoa cúc trắng nữa này, rồi tiếp tục cho chị Phạm Anh Nhi một cái hoa cúc đỏ này, chị vứt Phạm Anh Nhi ra đấy cho. Chị Hoàng ơi, chị Bảo Linh à, chị Linh Phan, chị lên số điện thoại rồi kìa, vào đấy đi. Cái này các chị lên cho em công chúa hoa cúc trắng, hoa cúc đỏ giúp em. Xả cho các chị còn 38.000 chắc rất là đẹp luôn nhá. Bây giờ em đang có nhiều lô váy công chúa lắm. Nếu như chị nào mà có nhu cầu lấy xỉ gọi video trực tiếp qua cho em nhá, gọi video trực tiếp qua cho em có rất nhiều mẫu váy công chúa. Chưa, năm nay em đảm bảo hàng đẹp như này các chị cũng có, không lấy được hàng đâu. Chưa, em nhiều mẫu váy công chúa lắm. Bây giờ các chị bán từ giờ tháng 8 là rất là chạy. Áo đỏ cho chị Phạm Anh Nhi. Chị Phạm Anh Nhi nào chốt đơn nha, cặp ngựa của em là 159 đấy. Đẹp như này này. Chị nào lấy xỉ cứ gọi chị trực tiếp video qua cho em. Cúc trắng hết rồi chị Hoàng Hoài ơi. Bây giờ em chỉ còn cúc đỏ thôi, còn cúc đỏ thôi. Mọi người lấy cúc đỏ comment cúc đỏ cho em. Mọi người lấy cúc đỏ comment cúc đỏ cho em. Áo này còn 2 cái này, lốt cho các chị. Áo nam này còn 3 cái. Lên cho em mã áo nam 40 cân đến 55 cân. Mã cho em là mã áo nam. Áo lam 40 cân đến 55 cân, lên cho em áo lam 38.000 luôn. Đấy chưa, em ghi số điện thoại chị Linh Phan đây, viết cho bà người đi. Lên cho em mã này là áo lam. Chị yêu là lấy áo lam, comment áo lam cho em này. Áo lam của em là lốt 38.000, 40 cân đến 55 cân thôi, em còn 3 cái màu tím than. 3 cái màu tím than. Chị yêu là lấy áo lam, lên cho em áo lam nhá. Ở đây là em ghi rồi đúng không? Cái hoa cúc này là ghi rồi đúng không? Chốt rồi đúng không? Lên của em áo lam nhá. Áo nam này là lốt 38.000, em còn 3 cái này. 38, 38. Trên đây còn mấy cái trường thắng cúc đâu, mình xả lốt. Quan xả thôi. Cái này của em còn sẽ XL này. Cái này còn từ 50 cân đến 75 cân hay sao? XL, không còn toàn XL. Nguyên XL, 50 đến 65. 50-65 cân, các chị lên đơn cho em. Áo nam cho chị Vũ Thơ một cái này. Còn 3 cái, còn 2 cái nữa. Chị Vũ Thơ một cái, còn 2 cái nữa mọi người ơi. Chốt hộ em là áo nam. Nắng này là nắng nam, chất cốt tông nhá, đẹp. Nói chung chất này thì em bao các chị luôn là chất xịn sò. Mặc vào là mát luôn nhá, không bị nóng người đâu. Cái này các chị lên cho em áo nắng nha, áo nắng nam. Áo nắng nam. Dạo này em phải đứng lai rồi. Cái bụng em nó gì ra tinh quá. Cả đến lúc mất tiền triệu không hút được cái bụng thì chết. Hỏi không trả lời luôn. Tại vì là chị bom hàng nhà em rồi chị ạ. Chị Đào Trần ạ. Chị bom hàng nhà em rồi nên em không trả lời chị. Và tối ngày hôm qua em chốt đơn nhà em cũng không gọi điện cho chị nhá. Tối qua em không có đọc tên.